Ok, chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại có một buổi livestream. Tôi đang ở văn phòng của Babylon. Tối ngày hôm nay thì tôi dành thời gian để chia sẻ cùng với các bạn. Và các bạn nhìn thấy rằng đây là cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi luôn luôn bao gồm rất là nhiều trong sự công việc. Và tôi luôn luôn mong muốn đem lại cái giá trị cho người khác. Luôn luôn mong muốn làm cái điều gì đó. Thì trong lúc chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ có các bạn sẽ chia sẻ đúng không ạ? Ok, chào bạn Nana. Em chào anh. Mình sẽ nói chuyện với nhau và sau đó mình sẽ chia sẻ và đồng thời tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn ở trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng ta có một tiếng để chúng ta livestream với cả nhau. Đây là chương trình phát định kỳ tôi làm cùng với các bạn và anh chị có một tuần. Trong chương trình các bạn sẽ hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi và cá nhân của tôi sẽ chia sẻ những kiến thức tài chính dành cho các bạn trong những gì mà tôi biết và những gì mà tôi đang làm có thể chia sẻ cùng với các bạn. Thì đấy là cái mong muốn của cá nhân của mình. Thì bây giờ chúng ta thì chúng ta đang có một số các bạn là chúng ta livestream. Thì chúng ta sẽ chờ một chút để chúng ta đâm hơn các bạn, để sau đó thì tôi sẽ chia sẻ nhiều cái suy nghĩ hơn. Không biết là bây giờ các bạn chúng ta đang làm gì? Một số các bạn đang ở nhà không ạ? Các bạn nào đang ở ngoài đường không ạ? Tôi thì đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay là một ngày rất bận rộn. Buổi sáng hôm nay thì tôi dạy và sau đó làm việc và sau đó buổi chiều thì tham dự vào chương trình Forbes của bên Forbes và gặp chị Thảo, Phương Thảo là một trong những nữ tỷ phú thân đầu tiên ở châu Á. Rất là vui và gặp rất là nhiều bạn bè anh chị ở đấy. Và đấy là những cái ngày của tôi. Tôi không biết cái ngày của bạn, các bạn một ngày của các bạn như thế nào, nhưng một ngày của tôi nó có rất là nhiều những cái sự kiện. Và mỗi cái ngày đó là một trong những cái bước mà tôi mong muốn đạt được tới cái bước của mình. Sau khi mà kết thúc 5 giờ chiều họp với các bạn, 6 giờ chiều họp các bạn thì tôi về nhà nghỉ ngơi một chút, về khách sạn thì tôi đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, về nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn tối và sau đó bây giờ là đến để chia sẻ nói chuyện với các bạn. Đây là công việc của tôi hàng ngày, làm và để chia sẻ cùng cả nhau. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện thêm và chúng ta sẽ có một bạn Nana thôi ạ. Có bạn nào chúng ta online ạ thì nói hai một cái được không ạ? Chúng ta chào nhau một cái. Có bạn nào mà chúng ta đang online thì chúng ta nói chuyện để chào nhau. Và trong cái thời điểm tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ tiếp cùng các bạn về cuốn sách 8 năm giàu. Như các bạn biết rằng là cuốn sách 8 năm giàu tôi đã viết vào tháng 11 năm 2016 và ngày hôm nay trở thành cuốn sách bán chạy nhất của nhà xuất bản First New. Và hiện tại bây giờ trên Tiki đang bán cuốn sách này cộng với cả toàn bộ các cửa hàng sách của Fahasa. Trong cuốn sách 8 năm giàu tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của tôi ở trong rất là nhiều năm qua để có thể chia sẻ cùng với các bạn những cái kinh nghiệm. Và trong cái đợt trước thì tôi chia sẻ với các bạn những cái công thức để thành công. Chúng ta đã chia sẻ cùng với nhau một trong những cái điều rất quan trọng ở trong cái sách 8 năm đầu tôi chia sẻ với các bạn. Một điều rất là cụ thể là các bạn chờ tôi mình một chút, mình nghĩ là có một chút vấn đề. Lỡ cho anh hỏi chút. Sao anh không thấy ai trả lời hay nói chuyện này? Máy của em có. Thế tại sao anh không có? Em xem. Để em lấy máy của anh. Ok, các bạn chờ mình một chút, mình tại vì cái máy của mình không nhìn thấy các bạn hỏi mình có hỏi gì cả, cũng không nhìn thấy tên của các bạn nên là mình chưa hiểu tại sao mình mới chỉ thấy một số các bạn ở đây. Là em xem cho anh một chút. Bạn Sơn Raymond, em chưa có vé. Bạn Phan Ngọc Tất, chào anh, cảm ơn anh vì cuốn sách em nhận được rồi nhưng cuối tuần mới có thời gian đặt. Vâng, chào bạn Phan Ngọc Tất, chào bạn Châu Vàng, chào bạn Peter Packer, chào bạn Nguyễn Thanh Thúy hay Nguyễn Thanh Thủy, đúng không ạ? Chào các bạn rất là nhiều. Ok, và ok, và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau là trong cuốn sách 8 năm giàu thì tôi đã chia sẻ với các bạn và các anh chị rất là nhiều những cái ý tưởng ở trong cái cuốn sách. Và đây là cuốn sách mà tôi rất là viết tâm huyết, dành thời gian để chia sẻ cùng với các bạn cái nội dung cũng như là cái chương trình và những là cái kiến thức mà cá nhân của tôi đã tích lũy trong rất là nhiều năm. Và như các bạn thấy rằng cái tựa đề 8 năm giàu, tại sao 8 năm giàu ạ? Bởi vì thực sự làm giàu nó đòi hỏi chúng ta phải có cái khát khao, chúng ta phải có cái nghị lực. Làm giàu có nghĩa là các bạn đang tách mình ra 95% những người còn lại, trở thành 5%.
dễ dàng hơn để các bạn anh chị dậy vào trong buổi sáng, chúng ta tỉnh dậy và sau đó chúng ta đi làm và chúng ta lặp đi lặp lại cái công việc của chúng ta và chúng ta không nghĩ và không mong muốn về cái mơ ước của mình. Và một ngày nào đó chúng ta trôi qua cuộc sống của chúng ta. Làm giàu có nghĩa sao? Các bạn lựa chọn vào 5% những người thành công và trở thành giàu có và tự do tài chính. Đó chính vậy mà tôi dùng từ dám. Bởi vì dám có nghĩa rằng là các bạn đã thách thức bản thân mình và thách thức bản thân mình để làm cái điều mà những người xung quanh mong muốn làm nhưng phần lớn đều không có quyết tâm và hành động để làm điều đó. Và khi các bạn dám làm giàu thì các bạn lựa chọn để dám làm giàu. Và như trong chương 1 của 8 năm giàu thì tôi đã chia sẻ cùng với các bạn rất là nhiều ở trong cái việc là gì ạ? Khi mà tôi chia sẻ cùng với các bạn ở trong sách 8 năm giàu, ở cái phần chương 1 tôi chia sẻ cùng với các bạn đó là để chúng ta thành công bất cứ trong cái lĩnh vực gì đó thì chúng ta cần phải có một cái khát khao. Đúng không ạ? Khát khao là yếu tố đầu tiên để các bạn và các anh chị chúng ta thành công. Nếu chúng ta không có khát khao thì chúng ta sẽ không thành công được. Đấy là yếu tố đầu tiên. Ngày hôm nay các bạn anh chị có thể có mong muốn bất cứ một cái gì đó nhưng khát khao là yếu tố đầu tiên và khát khao để cháy bỏng thì chúng ta sẽ biến được cái ý tưởng của chúng ta trở thành sự thật. Trong sách làm đầu tôi vẫn nói rằng gì ạ, có ba cái mức độ của sự khát khao. Mức độ đầu tiên của sự khát khao thì đó là mong muốn. Tôi mong muốn để trở thành giàu có. Khi các bạn nói là tôi mong muốn trở thành giàu có thì tôi muốn nói với các bạn rằng là khi mà trong hội trường hoặc khi mà tôi ra ngoài đường tôi hỏi là bao nhiêu các bạn ở đây chúng ta mong muốn trở thành giàu có thì 100 cánh tay được đưa lên khi 100 người được hỏi, có đúng không ạ? Nhưng chúng ta thấy rằng là mong muốn hay là mong muốn đơn thuần nó chưa đủ. Để chúng ta muốn thành công hơn nữa thì các bạn vị trí chúng ta cần phải có một cái để làm giàu được. Các bạn vị trí không thể chỉ là mong muốn mà chúng ta phải chuyển sang một cái trạng thái cao hơn nữa là chúng ta sử dụng từ quyết định. Quyết định là gì ạ? Tôi quyết định trở thành giàu có. Khi các bạn quyết định trở thành giàu có thì các bạn cắt bỏ các lựa chọn khác để các bạn tập trung vào một con đường. Các bạn có thể nhìn thấy cái ánh sáng mà tôi đang ngồi ở đây đúng không ạ? Cái giọng nói của tôi tất cả đều là năng lượng. Và nếu các bạn nhìn thấy cái ánh sáng mặt trời ấy, hàng ngày chúng ta chiếu ánh sáng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời ấy thì để sưởi ấm cho con người chúng ta là được. Nhưng nếu mà cái ánh sáng mặt trời mà đi qua một cái kính lúp thì sao ạ? Thì nó có thể đốt cháy và nó tạo ra lửa và có sức mạnh ghê gớm. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì sự tập trung nó giúp cho các bạn thành công. Và khi các bạn quyết định thì có những các bạn cắt bỏ những con đường khác để các bạn tập trung để tạo ra cái sự thành công cho các bạn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta nói rằng là tôi khác biệt giữa tôi mong muốn để trở thành giàu có, tôi quyết định để trở thành giàu có. Và cái phần cuối cùng là gì ạ? Tôi cam kết để trở thành giàu có. Cam kết là một cái ngưỡng cao hơn nữa. Cam kết đó là ngôn từ của những người rất là thành công. Cam kết có nghĩa là sao? Các bạn không bao giờ từ bỏ. Cam kết có nghĩa là các bạn một đi không trở lại. Có một câu chuyện mà tôi vẫn hay kể là Caesar là một trong những tướng nổi tiếng thời La Mã. Và có một lần ông tấn công Hy Lạp đúng không ạ? Và ông ấy đưa 100 chiến thuyền sang Hy Lạp và trước khi mà ông ấy đổ bộ xuống bờ biển thì sao? Ông ra lệnh đốt tất cả các chiến thuyền và ông nói với cả đoàn quân của ông ấy là hoặc ngày hôm nay chúng ta ra đi và chúng ta không chiến thắng hoặc là chúng ta sẽ không còn con đường trở lại nữa. Cam kết là con đường, không có con đường trở lại nữa. Và nếu mà khi mà các bạn cam kết thì như con câu nói là gì ạ? Khi chúng ta cam kết vào một điều gì đó thì vũ trụ sẽ hỗ trợ chúng ta để đạt được cái giấc mơ của chúng ta. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, và ba cái khát khao, ba cái mong muốn, ba cái cấp độ mà chúng ta có thể thấy được ở trong cái ngôn từ khi mà chúng ta dùng cái từ khát khao. Và trong chương 1 thì chúng ta nói với nhau là vấn đề về khát khao đúng không ạ? Và trong chương 2 của cuốn sách 8 năm đầu thì tôi nói rằng là khát khao là cái nền tảng cơ bản. Và khi mà chúng ta có cái khát khao xong thì các bạn và các anh chị chúng ta sẽ thấy rằng để chúng ta thành công tiếp theo thì chúng ta phải lên một cái kế hoạch. Có nghĩa là sao? Chúng ta biến cái khát khao để trở thành sự thật. Và trong cái biến khát khao để trở thành sự thật thì trong cuốn sách này tôi có chia sẻ cùng với các bạn và anh chị một cái công thức để trở thành thành công, một cái công thức để trở thành giàu có, một cái công thức mà tôi học được người bạn của tôi. Công thức đó anh đã biến từ con số 0 trở thành hơn 500 tỷ trong vòng 6 năm. Và cái công thức tôi đã viết ở trong cuốn sách 8 năm giàu. Tôi hy vọng các bạn đã đọc cái cuốn sách đó. Cái công thức đó gồm có 4 bước và cá nhân của tôi đã lặp đi lặp lại trong rất là nhiều năm. Bước 1 của các bạn và các anh chị là chúng ta cần phải có khát khao. Và bước thứ 2 là sao? Là chúng ta biến cái khát khao của chúng ta trở thành sự thật. Và để biến cái khát khao của chúng ta trở thành sự thật thì như tôi vẫn nói với cả các bạn là ở trong cuốn sách này tôi đã ghi cho các bạn cái công thức để chúng ta làm được điều đó. Và nói một cách khác là sao? Để chúng ta làm được cái biến cái giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật dựa vào 4 cái bước mà tôi chia sẻ với các bạn. 4 cái bước mà tôi chia sẻ với các bạn là 4 bước đơn giản nhất.
Các bạn nào mà chưa đọc sách thì chúng ta mua cuốn sách ra ban đầu, chúng ta tìm hiểu. Còn những bạn nào đã đọc sách rồi thì các bạn biết là tại sao tôi nói là như vậy. Bốn bước đấy là bốn bước cơ bản và hiệu quả để cụ thể. Bốn bước đơn giản, bất cứ một bạn nào đang xem ở đây đều có thể làm được. Bất cứ một bạn nào ngồi nhìn ở đây đều có thể làm được ở đây. Bất cứ một bạn nào ngồi đây đều có thể nhìn làm, đều có thể nghe và đều có thể nhìn được, đều có thể làm được từ đó. Chỉ có điều rằng cái công thức này nó còn có hai phần. Phần một đó là cái sự lặp đi lặp lại, hay nói cách khác là sử dụng ngôn từ để tác động vào tiềm thức. Ngôn từ là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà tất cả các bạn chúng ta đều có. Ngôn từ là công cụ hiệu quả, và như Kinh Thánh đã nói là khi và ngôn từ sẽ trở thành máu thịt. Nếu các bạn lặp đi lặp lại một ngôn từ nào đó, nó sẽ trở thành sự thật. Đấy là cái điều mà tôi tin. Và chính vậy mà cái công thức mà tôi chia sẻ trong cuốn sách đã làm đầu để giúp cho các bạn trở thành giàu có là công thức mà chúng ta lặp đi lặp lại cái ngôn từ và chuyển hóa ngôn từ trở vào tiềm thức. Và đấy là cái phần 1. Mà cái phần 2 là cái phần khó hơn. Cái phần 2 là gì ạ? Là để chúng ta biến cái ngôn từ trở thành sự thật thì các bạn anh chị phải có một điều quan trọng nhất. Cái điều mà ngăn cản mọi người biến giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật. Trong hội thảo tôi vẫn hay nói với các bạn anh chị là gì ạ? Là cái điều gì số 1 ngăn cản chúng ta biến giấc mơ trở thành sự thật. Thì để tôi nói với các bạn, điều số 1 ngăn cản chúng ta biến giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật là cái niềm tin vào bản thân. Khi các bạn không tin vào bản thân thì chúng ta không có khả năng biến cái giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật. Và ngày hôm nay thì công thức mà tôi viết ở trong cuốn sách đã làm đầu, nếu các bạn đọc và các bạn sẽ làm, và một số các bạn khi các bạn làm các bạn sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Và tôi nói với các bạn là cái chuyện đó là chuyện rất tự nhiên, là bởi vì tại sao khi mà các bạn không có cái niềm tin vào bản thân thì khả năng cao chúng ta sẽ bỏ giữa chừng trước khi cái giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật, trước khi cái ước mơ của chúng ta trở thành sự thật. Nên chính vậy mà cái yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể làm cái công thức đó là các bạn phải có cái khát khao cháy bỏng, một cái lý do tại sao các bạn muốn thành công, cái lý do gì mà các bạn mong muốn thành công, cái lý do gì mà các bạn khát khao để thành công, cái lý do gì mà các bạn trăn trở để thành công. Đấy là cái điều mà nó sẽ tạo ra cái sự tương tác, và đồng thời nó sẽ giúp cho các bạn duy trì sự bền bỉ và giúp cho các bạn hiệu quả. Ok, và đấy là cái phần ok. Chào bạn Thống La Ba, chào bạn Nguyễn Đắc Thưởng, chào bạn Lê Cường Thịnh, chào bạn Tùng Pu, chào bạn Nana, chào bạn Raymond Sơn Raymond, chào bạn Tùng Pu, chào bạn Weston Holdings, chào bạn Sinfei, chào bạn Trường Hân. Ok, chúng ta đã có 153 người đang livestream cùng ngày chúng ta, và tôi đang nói với các bạn về vấn đề cuốn sách đã làm đầu, và tôi lại quay lại với các bạn về một trong những chủ đề trở thành rất là quan trọng, đó là gì ạ? Là cái công thức để làm giàu. Rất nhiều các bạn hỏi tôi rằng là có công thức nào để làm giàu hay không, và tôi vẫn nói với các bạn tôi gặp rất nhiều tỷ phú trên thế giới, các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới, và tôi biết rằng là mọi người, tất cả những người thành công trên thế giới, họ đều làm một việc duy nhất thành công, đó là gì ạ? Là biến cái ý tưởng của mình trở thành sự thật, đơn giản như thế thôi. Và cái câu hỏi khó khăn là gì ạ? Tại sao những người bình thường lại khó khăn biến cái ý tưởng của mình trở thành sự thật? Là bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta không có đủ được cái khát khao, không có đủ cái sự tập trung để biến cái ý tưởng của chúng ta trở thành sự thật. Những người thành công và những người giàu có, họ có khả năng và năng lực mạnh mẽ để chuyển biến cái ý tưởng của họ trở thành sự thật bằng cách lặp đi lặp lại những cái suy nghĩ đó một cách rất là nhiều lần. Người chưa thành công ấy thì phân tán cái ý tưởng. Đấy là cái lý do mà tại sao mà những mọi người biến cái ý tưởng của chúng ta trở thành sự thật nó khó đến như vậy. Và chính vậy mà trong cuốn sách đã làm đầu tôi có ghi cùng với các bạn và anh chị về cái công thức 4 bước đơn giản để chúng ta trở thành giàu có. Và như tôi nói rằng là ai trong số các bạn và anh chị đều có thể làm được hết cả. Ai trong số các bạn và anh chị đều có thể biến được cái giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật. Ai trong số các bạn và anh chị đều có thể làm được công thức mà tôi viết ra trong cuốn sách đã làm đầu. Tuy nhiên, để chúng ta làm được điều đó, điều mạnh mẽ hơn, chúng ta biến được ý tưởng chúng ta trở thành sự thật, các bạn cần phải có một cái khát khao cháy bỏng. Bởi vì như tôi nói, các bạn và anh chị khả năng cao sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Tại sao chúng ta bỏ cuộc giữa chừng? Bởi vì chúng ta làm và chúng ta thiếu kiên nhẫn. Và đơn giản khi thiếu sự kiên nhẫn là gì? Chúng ta thiếu niềm tin vào bản thân. Và khi mà chúng ta thiếu niềm tin vào bản thân là cái yếu tố số 1 ngăn cản chúng ta biến cái ý tưởng hay giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật, thì các bạn sẽ ngừng lại và các bạn không làm nữa. Và để như vậy, các bạn cần phải thực sự tìm ra cái lý do tại sao mình trở thành giàu có. Phần lớn mọi người không biết có cái lý do tại sao mình trở thành giàu có. Để tôi nói với các bạn là phần lớn bạn bè của tôi, những người học cùng với tôi ngày hôm nay, họ có thể thông minh hơn mình, họ có thể giỏi hơn mình về rất nhiều mặt, nhưng về mặt tài chính họ có thể thua mình hơn rất là nhiều. Không phải là bởi vì tôi giỏi hơn mọi người
hay bởi vì tôi năng lực hơn mọi người, mà đơn giản bởi vì tại sao? Bởi vì tôi khát khao cháy bỏng hơn mọi người. Đó là cái lý do thực tế mà ở trong cái quá trình mà tôi làm. Vậy chính vì vậy mà như tôi nói với các bạn, với anh chị rằng là để như vậy chúng ta cần phải tìm ra được một cái lý do cháy bỏng để chúng ta có thể thành công, đúng không ạ? Cái lý do trở thành rất là quan trọng. Ok, chào bạn Vương Thu Hường, chào bạn Thọ Đinh, chào bạn Quốc Bảo Tú, chào bạn Tuấn Anh Kevin, chào bạn Hoàng Ivy, chào tất cả các bạn. Và chúng ta đang nói tiếp về cái chương trình của và về cái buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Vậy nhưng cái phần 2 tôi nói rằng là đấy là cái công thức mà các bạn và các anh chị chúng ta phải nắm bắt được để chúng ta biến được cái giấc mơ của chúng ta trở thành sự thật. Hãy luôn luôn ý thức ra được cái ngôn từ là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất, ngôn từ là một trong những phương pháp mạnh mẽ nhất để giúp cho các bạn và chị có thể trở thành thành công. Phần lớn mọi người không biết cách sử dụng ngôn từ của mình như thế nào, mà nếu chúng ta biết cách sử dụng ngôn từ thì chúng ta sẽ thấy trở thành hiệu quả. Người giàu nói một ngôn từ khác nhau, và người nghèo và tầng lớp trung lưu nói một ngôn từ khác nhau. Ngày hôm nay sử dụng ngôn từ một cách hiệu quả đó là một cái công cụ. Và điều tuyệt vời nhất là gì ạ? Ngôn từ hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn lựa chọn ngôn từ một cách cụ thể, hiệu quả thì các bạn sẽ trở thành thành công nhanh hơn nhiều các bạn mong muốn. Và chính vậy mà cái cuốn sách đã làm đầu của tôi ghi và nói về cái điều đó. Thì sau khi mà các bạn và chị chúng ta đã có được cái công thức để chúng ta trở thành làm giàu, các bạn chúng ta có cái phương thức để chúng ta làm giàu, thì chúng ta sẽ làm cái điều gì tiếp theo? Thì chúng ta sẽ làm cái điều tiếp theo, đó là chúng ta các bạn và các anh chị chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mong muốn chúng ta có một trong những cái thói quen lớn nhất của chúng ta là thói quen trả cho bạn trước. Như mình viết ở trong cuốn sách là thói quen tài chính quan trọng nhất trong cuộc đời của các bạn là trả cho mình trước, trả cho bản thân mình trước. Cái lý do tại sao? Bởi vì 99% mọi người đều trả cho những người khác trước thay vì trả cho bản thân mình. Và chính vậy mà trả cho bản thân mình là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng giúp cho các bạn và các chị chúng ta liên tục tích lũy tài sản và chuyển suy nghĩ của mình để tập trung vào tài sản. Cái nguyên lý số 1 để làm giàu là chúng ta mua tài sản. Robert Kiyosaki ông nói trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo rất nổi tiếng mà. Nguyên tắc số 1 để trở thành giàu có là gì ạ? Là mua tài sản. Vậy ngày hôm nay nếu các bạn và chị chúng ta muốn giàu có thì hãy mua tài sản. Nhưng để mua tài sản thì cái thói quen đầu tiên của các bạn và chị phải có đó là gì ạ? Đó là trả cho mình trước. Trả cho bản thân trước là một trong thói quen lành mạnh, hiệu quả giúp cho các bạn và chị tích lũy tài sản một cách lâu dài ổn định. Trả cho mình trước là một trong những thói quen giúp cho các bạn và các chị chúng ta có kỷ luật để chúng ta làm. Tôi không biết là tại sao cả, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta khi mà nói về cái thói quen về mặt tài chính ấy, gần như là không ai có cái thói quen về trả cho bạn trước. Đây là một trong những cuộc đột phá lớn ở trong cuộc sống. Nếu các bạn và anh chị đang nghe tôi nói, nếu mà các bạn và anh chị hỏi tôi một cái công thức nào đó chắc chắn để các bạn và anh chị trở thành giàu có, thì tôi nói với các bạn về thói quen trả cho bạn trước là một thói quen chắc chắn giúp cho các bạn trở thành giàu có. Và nếu các bạn chưa hiểu ý tôi nói thì các bạn hãy đọc cái sách đã làm đầu của tôi và để tôi nói với các bạn và anh chị điều đó. Ở Việt Nam của chúng ta 99% đến 99,99% mọi người không có cái thói quen trả cho mình trước. Và đó là cái lý do mà các bạn, nếu chúng ta nắm được cái thói quen này, chúng ta sẽ thành công và giàu có hơn mọi người rất là nhiều. Đây là một cái thói quen được tồn tại hơn 5.000 năm nay, bắt đầu từ thành cổ Babylon. Và những người Do Thái, những người thương gia trước đây họ viết những cái câu chuyện của họ ở trên những cái mảnh gốm. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì là khi mà người ta khảo cổ ở thành cổ Babylon, thì người ta khảo cổ ra thì người ta thấy có những cái mảnh gốm. Và người ta tìm thấy được những cái mảnh gốm, thì ở những cái mảnh gốm như vậy người ta thấy có những cái câu chuyện. Và trong những cái câu chuyện đó, ok, chào bạn Tùng Nguyễn, chào bạn Long Ken, chào bạn Ông Hường, chào bạn Khải Đô, chào bạn Trung Vũ. Và để mình nói với các bạn rằng là cái thói quen trả cho bạn trước đấy nó tồn và khi mà người ta khảo cổ ra, người ta ghi ra được những cái công thức và người ta tìm ra được một cái câu chuyện. Có một cái câu chuyện được viết trên cái mảnh gốm được 5.000 năm nay là nói về một cái người nô lệ trở thành người giàu nhất thành Babylon. Và trong đó cái câu chuyện của người nô lệ đó thì ông ấy viết về cái thói quen tài chính của ông ấy để giúp cho ông ấy trở thành giàu có. Đó là gì? Là trả cho các bạn trước. Nếu các bạn nghe quen thì các bạn đang làm cái thói quen đó thì chúc mừng các bạn. Nếu các bạn chưa nghe quen thì tôi muốn nói với các bạn rằng là đấy là một trong những cái lợi thế quan trọng nhất mà các bạn có thể làm để giúp cho các bạn có thể thành công. Bởi vì với thói quen này các bạn biết tích lũy được tài sản và có thể các bạn làm được cái gì ạ? Các bạn có thể làm được cái việc trở thành rất là quan trọng là bảo vệ tài sản của mình. Ok, chào bạn Trung Vũ. Tiếp tục ở trong cái chương trình của chúng ta thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cùng với cả các bạn thêm ở cái
Phần nữa trả lời bạn Hải Đô một chút bạn, những kiến thức của anh áp dụng ở môi trường kinh doanh Việt Nam thì được bao nhiêu phần trăm hả anh? Bạn trai thân mến, mình đang ở Việt Nam và tất cả những gì mình làm được, mình kiếm tiền được đều ở Việt Nam. Mình không phải, chỉ có điều rằng là cái công thức của mình áp dụng, mình kinh doanh và mình đầu tư cả bên nước ngoài nữa. Mình đang ngồi ở thành phố Hồ Chí Minh, mình không ngồi ở Singapore, và mình làm giàu ở Việt Nam. Bạn trai thân mến, mình mua bất động sản ở Việt Nam, mình kinh doanh ở Việt Nam. Các bạn biết công ty Babylon là công ty sự kiện và công ty tổ chức giáo dục hàng đầu ở Việt Nam. Mình marketing ở Việt Nam, mình đang nói chuyện với các bạn thông qua Facebook ở Việt Nam. Và cái mà mình đang làm với các bạn là áp dụng ở Việt Nam. Một bao nhiêu phần trăm? 100, 200%, tất cả những cái gì mình nói với các bạn đó là những cái mà mình học, mình biết được từ những người rất là thành công ở trên thế giới và mình áp dụng 100% ở Việt Nam. Được không ạ? Và ok, và cái phần tiếp đấy là cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ nhìn thấy là trả cho mình trước. Vậy các bạn, và chúng ta đã nắm bắt được cái sự trả cho mình trước rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Sau đó ngày hôm nay tôi nói với các bạn anh chị là đến cái chương tiếp theo là chương tạo dựng kinh doanh từ con số 0. Làm thế nào để tạo dựng kinh doanh từ con số 0? Đây là một trong những cái điều trở thành rất là quan trọng. Một trong những cái điều mà tôi vẫn viết ở trong cuốn sách đã bắt đầu là gì ạ? Chìa khóa dẫn đến sự thành công là hãy bắt đầu. Chìa khóa dẫn đến sự thành công là hãy bắt đầu. Và với các bạn anh chị, đây là cái chương tiếp theo. Tại sao chúng ta lại nói rằng là đây là cái chương mà tôi lại nói rằng là công việc kinh doanh? Bởi vì tại sao? Như các bạn biết rằng là phần lớn những người thành công, hay nói cách khác là sao, con đường phổ biến nhất và nhanh nhất dẫn đến sự giàu có thì là bắt đầu công việc kinh doanh của các bạn, toàn thời gian hay bán thời gian. Ngày hôm nay nếu các bạn và các anh chị mà chúng ta chưa có một kỹ năng để chúng ta kinh doanh thì đó là cái mà kỹ năng mà chúng ta nên bắt đầu và chúng ta học. Bởi vì một trong những cái rủi ro về tài chính lớn nhất của mỗi cá nhân là gì? Là chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Và nếu các bạn và các anh chị chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất thì đấy là một trong những điều trở thành nguy hiểm nhất. Tôi gặp gỡ rất là nhiều bạn bè, tôi gặp gỡ rất là nhiều những người xung quanh, tôi có thể nói chuyện rất là nhiều người, và để có thể chia sẻ với các bạn rằng là sự tách biệt giữa 95% những người thành công và giàu có, thì chúng ta có thể nhìn thấy là 95% những người chưa thành công và trở thành giàu có là những người có thể màu da khác nhau, có thể độ tuổi khác nhau, có thể giới tính khác nhau, nhưng cũng đều có một điểm chung là chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Và những người thành công giàu có ấy, không ai có một nguồn thu nhập duy nhất cả. Họ có nguồn thu nhập, nhiều nguồn thu nhập đến từ nhiều công việc kinh doanh khác nhau, họ có nhiều nguồn thu nhập đến từ nhiều bất động sản cho thuê khác nhau, họ có nhiều nguồn thu nhập đến từ chứng khoán, cổ phiếu, và nguồn thu nhập đến từ những tài sản khác nhau. Nhưng phần lớn những người chưa tự do tài chính và chưa giàu có thì đều có một đặc điểm chung, đó là gì ạ? Là chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Và đó là cái mà tôi thấy và nhận thấy ở trong cuộc sống. Nếu ngày hôm nay các bạn và các chị chúng ta muốn trở thành giàu có thì các bạn và chị phải bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian hay toàn thời gian. Điều đó trở thành rất là quan trọng. Và ngày hôm nay chưa bao giờ bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian hay toàn thời gian dễ dàng như ngày hôm nay. Các bạn vẫn có thể giữ cái công việc của các bạn đi làm buổi sáng từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và buổi tối các bạn có thể dùng 2 tiếng đồng hồ để bán hàng ở trên Facebook, tạo ra một công việc kinh doanh thứ hai của các bạn và bắt đầu một công việc kinh doanh với ngày hôm nay với số vốn chỉ vài trăm đô, là vài triệu đồng cho đến chục triệu đồng, là các bạn anh chị đã có thể bắt đầu một công việc kinh doanh. Nên chính vậy mà công việc kinh doanh là một trong những chìa khóa trở nên rất là quan trọng để giúp cho các bạn anh chị thành công. Ok, mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn tí nữa đúng không ạ? Chào bạn Đức Mạnh, chào bạn Mạnh Xuân Ngọc, chào bạn Út Trang. Rất nhiều các bạn hỏi, chào bạn Xoái Qua Nông Dân, chào bạn Trần Lê Bảo Duy, chào bạn Tùng Nguyễn, chào bạn Lê Long Khải Đô, chào bạn Đức Men, chào bạn Tấn Tương Tài, chào bạn Than Nguyễn, ok, chào bạn ông Hường rồi, rất là nhiều các bạn, chào bạn Thảo Môn, Hoàng Khải, chào bạn Trần Trung Trực, chào bạn Quân Quyền Năng, chào bạn Hành Thiện, chào bạn Giang Tôm, chào bạn Trịnh Thanh Vinh, chào bạn Đạt Văn Hoàng Văn, chào bạn gì ạ? Trái tim băng giá. Em gái trái tim băng giá vẫn giữ tên là trái tim băng giá hả em gái ơi? Anh tưởng em đổi 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 nick đấy chứ, chứ em trái tim băng giá thế thì trái tim băng giá là để bao lâu em ơi? Chào bạn Thương Nguyễn, chào bạn Hoàng Ivy, rồi chào bạn Huỳnh Quốc Bảo Tú, chào bạn Lê 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 gì ạ? Chào bạn Thân Bản, chào bạn Trần Kim Khuê, chào bạn Trung Bi, rồi ok, chào tất cả các bạn rất là nhiều. Chúng ta đang có 176 người đang livestream.
Chào tất cả các bạn ở trong cái chương trình ngày hôm nay, rất là vui để chia sẻ cùng với các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Và mình tiếp tục nói chuyện và muốn mong muốn chia sẻ với các bạn. Và như cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì, là bắt đầu cái công việc kinh doanh. Và như vậy các bạn và các anh chị sẽ tự hỏi một cái việc gì, tại sao thì đầu tiên chúng ta ở trong cái chương mà tôi nói là chương thứ tư thì là tạo dựng công việc kinh doanh từ con số 0. Tạo dựng công việc kinh doanh từ con số 0 là một trong những điều trở thành rất là quan trọng với các bạn và các anh chị. Và như tôi nói rằng là nếu chúng ta nhận thấy rằng là phần lớn tất cả những người giàu tự thân thành công ý, đều bắt đầu công việc kinh doanh từ đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy 20 người giàu nhất ở Việt Nam trên bảng chứng khoán đều bắt đầu từ công việc kinh doanh đầu tiên, đúng không? Chúng ta nhìn thấy anh Phạm Nhật Vượng. Ngày hôm nay các bạn anh chị nhìn thấy anh Phạm Nhật Vượng là một nhà phát triển bất động sản lớn nhất ở Việt Nam. Nhưng thực tế các bạn anh chị nhận thấy rằng là anh Phạm Nhật Vượng năm 1996 khởi nghiệp là mở một cái quán ăn gọi là quán ăn Thăng Long ở bên Moscow, ở bên Đông Âu đó. Và sau đó anh ấy chuyển sang bên Ukraine lập nghiệp để sản xuất mì tôm. Cho đến năm 2004 anh ấy bán nhà máy mì tôm của anh ấy đi và anh ấy đầu tư vào bất động sản. Thì để các bạn nhìn thấy là anh Phạm Nhật Vượng là một trong những người giàu nhất ở Việt Nam. Chúng ta thì sao ạ? Là bán mì tôm, là đi là bán mì tôm đầu tiên, bắt đầu công việc kinh doanh của mình bán mì tôm. Chị Thảo, hôm nay tôi vừa mới gặp chị Nguyễn Thị Phương Thảo. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo là chị Phương Thảo là tổng giám đốc của Vietjet Air, không ạ? Là chủ tịch hội đồng quản trị của Vietjet Air. Nếu các bạn anh chị đi máy bay Vietjet Air rồi thì chúng ta đã biết chị Phương Thảo cũng xuất thân từ kinh doanh và bắt đầu từ kinh doanh còn khi còn rất là trẻ. Từ khi 20, 21 tuổi đầu khi là sinh viên, chị đã bắt đầu buôn bán quần áo này. Có như buôn bán quần áo và sau đó buôn hàng ở Đông Âu cho tới các nước khác. Ngày hôm nay chị Phương Thảo là một trong nữ tỷ phú đầu tiên ở Đông Nam Á chứ không phải ở Việt Nam. Chị Thảo rất là tuyệt vời. Tôi vừa mới chụp cái ảnh với chị Thảo hôm nay. Tôi quen với cả anh Nguyễn Thanh Hùng là chồng chị Thảo cách đây 6 năm rồi. Đã gặp anh và nói chuyện với anh rất là nhiều lần. Và hôm nay thì tôi mới gặp chị Thảo. Và các bạn nhìn thấy rằng người phụ nữ Việt Nam rất là tuyệt vời. Những bạn nữ mà xem livestream ở đây, tôi cho rằng là các bạn, tôi muốn nói các bạn là người phụ nữ Việt Nam rất là tuyệt vời. Hiếm người phụ nữ nào mà ở Việt Nam của chúng ta lại có sức mạnh như ở Việt Nam. Như tôi đấy, hôm nay tôi gặp chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên, không phải là ở Việt Nam mà là ở toàn bộ Đông Nam Á. Ở Đông Nam Á chúng ta nhìn thấy là bao nhiêu triệu dân ạ? 600 triệu dân. Và chị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên. Ở Việt Nam chúng ta có 3 tỷ phú hay 4 tỷ phú hiện tại bây giờ. Thứ nhất là anh Phạm Nhật Vượng, thứ hai là chị Phương Thảo, là hai người được ghi vào báo Forbes. Và thứ ba là anh Trịnh Văn Quyết, mà anh Trịnh Văn Quyết thì năm nay chưa được đưa vào báo Forbes. Và tất cả các bạn anh chị nhận thấy rằng là những người đó, những người tôi gặp, anh Phạm Nhật Vượng, chị Phương Thảo, anh Trịnh Văn Quyết. Anh Vượng thì xuất thân làm gì ạ? Bán mì tôm, mở nhà hàng và bán mì tôm ở Ukraine và sau đó đầu tư bất động sản. Chị Thảo thì làm gì ạ? Buôn bán quần áo ở Đông Âu, ở bên Nga. Thế còn là anh Trịnh Văn Quyết thì làm gì? Anh Trịnh Văn Quyết thì là mở văn phòng luật sư và sau đó kinh doanh dịch vụ luật sư. Các bạn thấy không ạ? Tất cả mọi người, những người thành công và những người giàu có, họ đều bắt đầu một công việc kinh doanh gì đó. Vậy cái câu hỏi là nếu các bạn và các chị chúng ta mong muốn trở thành giàu có và mong muốn trở thành thành công thì hãy bắt đầu một công việc kinh doanh, bán thời gian hay toàn thời gian. Có đồng ý không ạ? Nếu mà chúng ta mình gặp anh Vượng rồi, bạn Trung Vũ hỏi mình gặp anh Vượng trước, mình bảo mình gặp anh Vượng rồi, mình gặp như vậy là mình gặp hết cả 3 tỷ phú ở Việt Nam rồi, đúng không ạ? Mình gặp anh Quyết, chị Văn Quyết, mình gặp chị Phương Thảo, mình gặp anh Phạm Nhật Vượng. Và như các bạn thấy rằng là tất cả mọi người thành công đều bắt đầu công việc kinh doanh của mình cả. Với cái câu hỏi là nếu các bạn chúng ta mong muốn và chúng ta mong muốn trở thành giàu có thì hãy bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Xin lỗi các bạn. Bắt đầu công việc kinh doanh của mình bán thời gian hay là toàn thời gian. Chúng ta đang có 100, có 200 các bạn đang livestream. Bao nhiêu các bạn và các chị chúng ta mong muốn bán thời gian? Bao nhiêu các bạn và các chị chúng ta mong muốn rằng là chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh bán thời gian của chúng ta? Nếu mà các bạn và các chị chúng ta mong muốn bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta thì chúng ta hãy bắt đầu, bởi vì bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Đấy là cái điều trở thành rất là quan trọng. Với các bạn và các anh chị và chúng ta ở đây thì chúng ta, trước khi để tôi nói với các bạn và chị là chúng ta nên bắt đầu công việc kinh doanh gì, chúng ta đã bắt đầu công việc kinh doanh gì và đưa lên một nấc thang mới, thì tôi muốn hỏi các bạn và một điều rất quan trọng là cái điều quan trọng hơn là lý do gì các bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh bán thời gian của chúng ta. Đấy là cái điều mà chúng ta nên hỏi, bởi vì phần lớn ngày hôm nay mọi người đều không biết là tại sao chúng ta muốn bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta. Để bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta
các bạn nên hỏi là cái lý do. Một số các bạn chúng ta muốn có một nguồn thu nhập thứ hai để chúng ta tránh bị rủi ro về vấn đề tài chính. Một số các bạn chúng ta muốn tăng thu nhập, các bạn muốn có 10 triệu để thành 20 triệu, 20 triệu thành 30 triệu, đúng không ạ? Thì chúng ta muốn để bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai của chúng ta. Một số các bạn, các chị, chúng ta muốn làm gì ạ? Chúng ta muốn bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta bởi vì chúng ta muốn trở thành giàu có. Hãy tìm cho mình một cái lý do, hãy tìm cho mình một cái lý do để bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Đấy là cái điều quan trọng trước khi các bạn lựa chọn. Rất nhiều các bạn sẽ lựa chọn một cái câu hỏi như thế này là tôi sẽ bắt đầu công việc kinh doanh gì, ngành nghề gì phù hợp với mình, lựa chọn gì phù hợp với mình. Đấy không phải điều quan trọng. Ngành nghề kinh doanh gì không phải là quan trọng, lĩnh vực gì không phải là quan trọng, mà cái lý do mà các bạn và các anh chị chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta mới là điều quan trọng, có đúng không ạ? Nên chính vì vậy mà chúng ta hãy nghĩ và hãy hỏi bản thân mình là tại sao chúng ta muốn bắt đầu công việc kinh doanh. Khi chúng ta biết được cái lý do tại sao chúng ta bắt đầu được công việc kinh doanh rồi thì các bạn và các chị sẽ tìm ra được con đường làm thế nào để chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh. Vậy cái tại sao chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh nó trở nên rất quan trọng. Ok, bây giờ trong lúc quá trình mà các bạn suy nghĩ là tại sao các bạn bắt đầu công việc kinh doanh thì mình sẽ chào hỏi thêm một số các bạn ở đây nữa. Chào bạn Lê Văn Phi, chào bạn Thành Luân, chào bạn Tùng Nguyễn, chào bạn Lưu Thanh Tùng, chào bạn Anh Tốt Bụng, chào bạn Quân Nguyễn, chào bạn Trung Vũ rồi, ok. Chào bạn Lê Đăng Nam, chào bạn Trung Kỳ, chào bạn Thành Luân, chào bạn Nguyễn Thị Vân Anh, chào anh Sơn, ok, chào em gái Vân Anh, lâu lắm rồi không gặp em. Chào bạn Hoàng Xuân Sơn, chào bạn Nguyễn Bé, chào bạn Ngô Văn Lượng, chào bạn Nguyễn Vân Thanh, chào bạn Đoàn Ngọc Biển, chào bạn Lưu Thanh Tùng, chào bạn Lê Trọng Tấn AM, chào bạn Tuấn Anh Kevin, chào bạn Lê Văn Phi, chào bạn Minh Vượng, chào bạn Mạch Xuân Ngọc, chào bạn Út Trang, Xoái Ca Nông Dân rồi, ok, chào các bạn rất là nhiều. Ở đây chúng ta có rất là nhiều các bạn đang livestream, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúng ta đã có 200 người chúng ta livestream trong ngày hôm nay. Vậy quay lại cái công việc kinh doanh, ở đây thì là bao nhiêu các bạn, các anh chị ở đây chúng ta đang có một công việc kinh doanh bán thời gian hay toàn thời gian, các bạn? Bao nhiêu các bạn, nếu mà các bạn mà đang có công việc kinh doanh bán thời gian hay toàn thời gian thì hãy nói là tôi một cái đấy, hãy ghi chữ tôi để mình biết là trong cái nhóm người của chúng ta có bao nhiêu các bạn đang bắt đầu rồi, đang trên con đường rồi, bán thời gian hay toàn thời gian được. Có thể là các bạn đang làm cho một công ty nào đó từ sáng cho đến chiều và sau đó các bạn đang bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó. Có thể là các bạn đang kinh doanh bán hàng ở trên Facebook, có thể là bạn đang kinh doanh Bitcoin, có thể là các bạn đang làm cái gì đó. Có bạn nào mà chúng ta ở đây, các bạn ở đây, nếu mà những bạn nào mà chúng ta đang bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta, dù online, offline, dù quy mô nhỏ nhất cũng được, dù chúng ta chỉ có một cái máy tính và một cái máy tính và một cái con chuột thôi, cũng đang, cả chúng ta đang trên con đường chúng ta là kinh doanh rồi, chúng ta đã bắt đầu rồi, thì hãy nói tôi một cái đi, đúng không ạ? Hãy nói tôi một cái để mình biết rằng là các bạn là chúng ta đang làm, đúng không ạ? Mình nhắc lại là những bạn nào mà chúng ta đang bắt đầu trong công việc kinh doanh của mình rồi, dù mới, hay là dù chúng ta mới chỉ online, bắt đầu online hay bất cứ một cái gì đó, nhưng mà trên con đường của mình để bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian hay toàn thời gian thì hãy nói tôi một cái, đúng không ạ? Ok, chào rất là nhiều các bạn. Ok, mình đang nhìn với cả các bạn ở đây và chúng ta đang xem, đang chia sẻ cùng cả nhau ở trên, đang chia sẻ cùng cả nhau. Ok, vâng, bạn Hoàng Anh Tôi, ok, rất là nhiều các bạn, rất là tuyệt vời, đúng rồi, ok, rất là tuyệt vời. Tôi, ok, tuyệt vời, chào bạn Ông Hường Tôi, ok. Em kinh doanh phòng trọ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bạn đăng chiến quýt ra tôi rồi, tôi, bạn đúng không bạn nữa, ok. Tôi, ok, Hương Trần Trương. Ô, phần lớn các bạn rất là tuyệt vời. Đấy là cái điều, nhưng các bạn thấy rằng là bí quyết để thành công là gì ạ? Là hãy bắt đầu, thế thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất, bí quyết để thành công là hãy bắt đầu, ok. Bắt đầu, ô, hóa ra rất là nhiều các bạn, chúng ta đã bắt đầu rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã làm rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì, nếu mà chúng ta đã bắt đầu rồi thì chúng ta, thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ làm. Vậy chúng ta sẽ tự hỏi với nhau rằng là vậy liệu như vậy thì cái công việc kinh doanh của chúng ta, nếu các bạn đã bắt đầu là cái điều quan trọng nhất, thế còn bắt đầu như thế nào thì mỗi con người có một sự lựa chọn khác nhau. Trong công việc kinh doanh chúng ta có rất là nhiều những con đường để làm những cái công việc kinh doanh khác nhau. Ngày hôm nay chưa bao giờ cái cơ hội kinh doanh nhiều như ngày bây giờ. Ngày hôm nay chưa bao giờ để kinh doanh
với số vốn ít như bây giờ. Các bạn thấy rằng ngày xưa ấy, để kinh doanh ấy, chúng ta phải thường thường có tối số vốn tối thiểu là bao nhiêu ấy? Là 10.000 đô la Mỹ hay là 100.000 đô la Mỹ để mở một cái nhà hàng, để mở một cái xưởng. Anh Vượng mở cái nhà hàng đầu tiên là với vốn là bao nhiêu, là 10.000 đô la Mỹ. Anh Vượng, Phạm Nhật Vượng, Ukraine. Chị Phương Thảo bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên với số vốn là 10-20.000 đô la Mỹ ở Đông Âu. Nhưng mà ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh của các bạn và các chị, chúng ta có cần bao nhiêu tiền? Cần vài triệu đồng này, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu đồng là các chị có thể bắt đầu công việc kinh doanh này. Với Facebook là chúng ta có thể bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta bất cứ lúc nào và chúng ta có thể làm được. Và chính vậy mà ngày hôm nay với cái công nghệ hiện tại bây giờ các bạn có thể làm được. Và tôi rất là khuyến khích các bạn, nếu các bạn đang làm công ăn lương, tôi khuyến khích các bạn hãy bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian. Dành 1 hoặc 2 tiếng hàng ngày để chúng ta làm thêm một cái công việc để tạo ra thêm cái nguồn thu nữa. Bởi vì đấy là cái điều trở nên rất là quan trọng. Các bạn nếu chúng ta chưa tự tin, hãy bắt đầu nhỏ. Và sau đó khi mà chúng ta bắt đầu nhỏ thì chúng ta sẽ phát triển lớn dần và tạo ra cái nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Với những anh chị mà chúng ta đã có công việc kinh doanh thành công rồi thì chúng ta đưa cái công việc kinh doanh của chúng ta lên một cái nấc thang mới hơn, cao hơn, đúng không ạ? Chúng ta có thể doanh thu từ 0 tỷ đến 1 tỷ, 1 tỷ đến 20 tỷ, 20 tỷ 100 tỷ, 100 tỷ cho tới 1.000 tỷ, 1.000 tỷ cho tới 10.000 tỷ, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà các bạn và chị đều đưa ra nấc thang. Và đối với tôi thì công việc kinh doanh luôn luôn là một cái niềm đam mê. Tôi kinh doanh trong vòng bao nhiêu năm ạ? Từ năm 2004 cho đến ngày hôm nay là được gần 13 năm. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng là tôi chán nản cả. Thất bại có, cảm thấy rằng là thất vọng có, nhưng chưa bao giờ mình chán nản. Bởi vì đối với tôi đó là một cuộc chơi chiến thắng bản thân mình và tạo ra giá trị cho những người xung quanh, làm giàu cho bản thân mình và làm giàu cho những người xung quanh. Đó là cái cuộc chơi mà cá nhân của tôi luôn luôn mong muốn làm. Nên chính vì vậy mà các bạn và anh chị chúng ta hãy bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta. Và ngày hôm nay để chúng ta nói vậy, chúng ta sẽ mong muốn kinh doanh lĩnh vực gì? Và ngày hôm nay để kinh doanh lĩnh vực thì có quá nhiều lĩnh vực để chúng ta kinh doanh, có quá nhiều hình thức để kinh doanh. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn một trong những cái hình thức kinh doanh hiệu quả các bạn nên làm, đó là tìm thị trường ngách. Nếu mà các bạn anh chị có giấy bút thì chúng ta hãy ghi lại, thị trường ngách là nơi các bạn và các anh chị chúng ta có khả năng để giúp chúng ta kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên nhanh nhất. Và thị trường ngách là nơi mà chúng ta sao ạ, tránh được cái việc cạnh tranh với cả những người rất là thành công. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay các bạn và chị thấy rằng là hôm nay tôi gặp chị Phương Thảo, chị Phương Thảo là tổng giám đốc của Vietjet Air. Để tôi nói với các bạn với chị Thảo là tổng giám đốc của Vietjet Air, nhưng chị 30 năm nay chị rất là giàu rồi. Mối quan hệ của chị trở thành rất là thành công. Trước khi chị Thảo làm Vietjet Air, chị Thảo với cả anh Hùng là bắt đầu ngân hàng HD Bank. Từ HD Bank họ chuyển sang đầu tư cái gì ạ? Họ chuyển sang đầu tư sang Techcombank. Từ Techcombank họ chuyển sang đầu tư sang bất động sản, họ mua ra khu bất động sản ở Phú Long ở trong thành phố Hồ Chí Minh và Furama ở Đà Nẵng, và sau đó họ phát triển tiếp. Và cho đến năm 2012, 2011 họ làm gì tiếp ạ? Anh Hùng với cả chị Thảo nhận thấy rằng hàng không Việt Nam bắt đầu mở cửa. Và thị trường ngách là gì? Thời điểm đó thị trường ngách là thị trường ai có giấy phép kinh doanh hàng không thì đấy là được gọi là thị trường ngách. Và trước đây các bạn sẽ nhìn thấy là có 3 hãng hàng không trước đây. Hãng hàng không đầu tiên là hãng không Indochina Airlines. Indochina Airlines có tiếng Việt được gọi là tăng tốc, tiếng mà không có dấu gọi là tăng tốc. Và Indochina Airlines có giấy phép nhưng mà bởi vì không biết cách quản lý thì sau 6 tháng phá sản và chết mất. Hãng hàng không thứ hai là ở bên Bin Group là gì ạ? Là Air Mekong. Air Mekong cũng làm được khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi và sau đó cũng không tồn tại. Còn lại hãng hàng không thứ ba là Vietjet Air. Vietjet Air là của anh Hùng và chị Thảo. Và Vietjet Air và anh Hùng và chị Thảo tìm thị trường ngách vào thời điểm đó, đó là thị trường mà ít sự cạnh tranh, gần như sự độc quyền. Và ngày hôm nay Vietjet Air các bạn nhìn thấy là một trong những công ty hàng không mà phần lớn các bạn đều đã đi. Và Vietjet Air giúp cho chị Thảo trở thành nữ tỷ phú đầu tiên của Đông Nam Á. Và thực tế là chị đã trở thành tỷ phú trước đó rồi, nhưng mà thực tế là trên báo chí thì bây giờ người ta mới nói là chị trở thành tỷ phú. Và các bạn nhận thấy rằng là đấy là thị trường ngách. Đấy là thị trường ngách. Hàng không cách đây 5 năm là thị trường ngách. Bởi vì không có ai cả, chỉ có Vietnam Airlines thôi, Vietjet và Vietjet Air là cái công ty mới tiếp theo. Vậy, ok đúng rồi ạ, là của anh Hà Phúc. Vậy thị trường ngách tiếp theo của các bạn là gì? Các bạn phải hỏi câu hỏi. Nếu các bạn muốn kinh doanh về, tôi rất nhiều bạn bảo là anh ơi em muốn kinh doanh và em muốn mở quán cà phê. Tôi bảo tại sao mình lại muốn mở quán cà phê? Mở quán cà phê các bạn cạnh tranh với cả Highland cà phê, cạnh tranh với cả Trung Nguyên cà phê, cạnh tranh với cả Starbucks cà phê, cạnh tranh với cả hàng vạn quán cà phê ở trên đường.
và tất cả những công ty lớn cà phê họ đều có số vốn hàng nghìn tỷ, các bạn có vài chục triệu, vài trăm triệu, làm sao các bạn cạnh tranh các cà phê được? Tỷ lệ thành công của các bạn rất là ít, tỷ lệ thất bại thì trên 90%. Một số bảo anh ơi em muốn mở sản xuất về mía liền, các bạn mới mía liền mà các bạn sản xuất, các bạn cạnh tranh với cả Masan Group, cạnh tranh với cả Aeon, những công ty lớn các bạn cũng không thể cạnh tranh được. Anh ơi em muốn sản xuất về nước khoáng, nước khoáng các bạn cạnh tranh với cả Pepsi, cạnh tranh với Coca Cola, họ có số vốn không phải là hàng nghìn tỷ mà hàng chục tỷ đô la Mỹ để có thể cạnh tranh, đúng không ạ? Vậy thì làm sao mà các bạn và chị có thể là cạnh tranh với cả những công ty lớn được? Đấy là những cái thị trường đã bão hòa mà chúng ta nhìn thấy rất là khó khăn để có thể cạnh tranh. Tôi lấy ví dụ như thế này, các bạn nhìn thấy anh Trịnh Văn Quyết đúng không ạ? Anh Trịnh Văn Quyết, anh kinh doanh về bất động sản nhưng mà anh tìm thêm một cái thị trường ngách, và thực tế ngách là cũng mới phát triển, là anh phát triển về thị trường nghỉ dưỡng, bất động sản nghỉ dưỡng rất là nhiều. Và bất động sản nghỉ dưỡng mới chỉ phát triển trong vòng 3 năm nay thôi. Trước đây có tồn tại mà nhu cầu phát triển lớn mới chỉ trong vòng 3 năm nay thôi. Và anh Trịnh Văn Quyết rất là thành công ngày hôm nay là bởi vì anh phát triển những thị trường ngách ở những nơi mà ngay cả anh Vượng ở Vincom cũng không làm. Anh Quyết hôm trước anh nói với tôi là anh phát triển 1.900 hectare đất ở Quảng Bình, nơi mà chưa có nhà đầu tư đi đến. Anh phát triển một khu vực ở Quy Nhơn, nơi mà chưa có người đi đến. Anh phát triển ở Thanh Hóa, Sầm Sơn, nơi mà ít người đi đến. Và đấy cũng được gọi là thị trường ngách. Và đó là một lý do mà ngày hôm nay anh trở thành rất là giàu. Anh không đi vào cái vết chân của những người khác. Vậy chính vậy ngày hôm nay nếu các bạn và chị chúng ta muốn thành công, dù doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn, hãy tìm thị trường ngách, hãy tìm đại dương xanh của mình. Đấy là đại dương xanh mà chúng ta có nhìn, đấy là cái sự khác biệt. Còn nếu mà chúng ta mà lặp đi lặp lại những người khác thì sẽ rất là khó để tạo ra cái sự thành công cho chúng ta. Với các bạn chúng ta có vốn ít hơn thì tôi nói với các bạn ngày hôm nay Facebook là thị trường ngách của các bạn. Facebook là thị trường ngách. Mới 5 năm trước Facebook ở Việt Nam chúng ta rất là ít người sử dụng, 3 năm nay mọi người sử dụng. Còn ngày hôm nay bất cứ một mặt hàng nào đều bán hàng ở trên Facebook. Ngày hôm nay chúng ta không xem TV và chúng ta không xem truyền hình quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta không nghe đài radio. Ngày hôm nay các bạn anh chị không đọc báo. Chúng ta chỉ có tương tác với nhau thông qua Facebook là chính. Và chính vậy mà Facebook ngày hôm nay thực sự là một mỏ vàng. Nếu các bạn và các chị chúng ta đang muốn tìm một thị trường ngách với số vốn chỉ vài triệu đồng thì tôi khuyến khích với các bạn hãy tìm một sản phẩm dịch vụ bán ở trên Facebook. Nó sẽ giúp cho các bạn hiệu quả hơn rất là nhiều. Và nó đồng thời nó làm cho các vốn của bạn trở thành rất là ít. Các bạn có thể vẫn đi làm và một ngày các bạn có thể dành 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để chúng ta có làm việc, để chúng ta có thể bán hàng và để chúng ta có thể tạo ra nguồn thu nhập thứ hai và bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta. Tôi có một cậu bạn mới 2 năm trước mà có thể là cậu bạn ấy đang ngồi đang xem livestream này. Nếu mà em trai mà đang ngồi nghe livestream thì em trai cho anh nói cái ví dụ của em gái em trai nhé. Anh không nói tên nhưng mà để mình nói về ví dụ của em trai đây. Mới 2 năm trước cậu ấy học chương trình của Babylon, cậu ấy không có tiền. Cậu không có tiền để đi học, cậu ăn rất là khó khăn. Và sau đó cậu nhìn cái về Facebook và ngày hôm nay cậu ấy bán những sản phẩm về dược phẩm ở trên Facebook. Có nghĩa là sao? Thuốc đau bụng, thuốc đau mũi, thuốc viêm xoang. Nhưng mà cậu ấy có sản xuất thuốc không ạ? Đâu có sản xuất đâu. Cậu ấy tìm những nhà, những cửa hàng hiệu sách, những cửa hàng đông y, những nhà sản xuất đông y. Và sau đó cậu ấy marketing ở trên Facebook và cậu ấy có hoa hồng. Và đó là một công việc kinh doanh. Các bạn biết kiếm một tháng, một ngày kiếm bao nhiêu tiền ạ? Một ngày kiếm được hơn 100 triệu một ngày. 100 triệu Việt Nam một ngày. Đấy là tuyệt vời không ạ? Rất đơn giản mà mới 2 năm trước chưa có tiền. Đấy là một trong những người bạn của tôi và tôi rất là quý. Và như vậy các bạn nhìn thấy rằng hãy ngay bắt đầu từ ngay từ thời điểm bây giờ. Hãy bắt đầu. Với một số các bạn anh chị, ngày hôm nay chúng ta có thể bắt đầu với một trong những sản phẩm nữa mà tôi tin rất là hay, một dịch vụ nữa mà tôi biết. Và trong tuần này ở Babylon, ở Hà Nội, chúng tôi có một cái chương trình. Các bạn nhớ đến xem. Đấy là chương trình kiếm tiền online. Kiếm tiền online là một trong những cái dịch vụ, một trong những cái sản phẩm, một trong những cái công việc kinh doanh mà các bạn và chị chúng ta cần phải làm vào trong thế kỷ thứ 21. Bill Gates ông nói là gì ạ? Thế kỷ thứ 21 mà chúng ta không kinh doanh trên Internet thì chúng ta đừng kinh doanh nữa, đúng không ạ? Và chính vậy mà tháng thứ 7 tuần này ở Hà Nội 20 Thụy Khê và ở trong thành Sài Gòn là ở ngày Chủ nhật. Các bạn có thể tìm thêm ở trên thông tin ở trên của trang của Babylon. Babylon có tổ chức về make kiếm tiền online. Chúng tôi giới thiệu mọi người về chuyên gia trong lĩnh vực về ngoại hối, chuyên gia trong lĩnh vực về kinh doanh về online marketing. Và một trong những thị trường ngách nữa mà các bạn và chị chúng ta rất là quan tâm đó là Bitcoin. Ngày hôm nay những sản phẩm dịch vụ liên quan tới Bitcoin và những sản phẩm liên quan Bitcoin là một thị trường ngách rất là tuyệt vời.
nếu một số các bạn anh chị chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta hãy đang cân nhắc và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa biết rằng là chúng ta có nên làm hay không nên làm, hay chúng ta không biết rằng là cái đấy nó có đúng hay không đúng, thì đấy là cái cơ hội dành cho các bạn anh chị. Tôi tin rằng là Bitcoin ngày hôm nay là một trong những cái điều, một trong những cơ hội rất là tuyệt vời dành cho các bạn. Nếu các bạn chúng ta đến ngày thứ bảy và ngày chủ nhật trong tuần này, chúng tôi mời một chuyên gia hàng đầu ở trên thế giới về Bitcoin đến để giới thiệu với các bạn, để nói chuyện với các bạn về Bitcoin. Ngày hôm nay tôi đặt hàng một lô sản phẩm 5.000 Bitcoin về Việt Nam. Và tất nhiên là đấy một cái phần quà dành cho các bạn. Bao nhiêu các bạn thích một cái Bitcoin thì nói tôi một cái ạ. Thì để có thể là ngày mai mình có Bitcoin mình có thể mình tặng cho một số các bạn. Hôm trước mình đã tặng mấy bạn là Bitcoin các bạn. Mấy hôm trước mình tặng 5 bạn, mỗi bạn là một cái Bitcoin, 2 cái Bitcoin, 3 cái Bitcoin, 4 cái Bitcoin, 5 cái Bitcoin. 5 cái Bitcoin ngày mai mình sẽ nhập về một lô nữa, là ngày mai là anh bạn của mình chuyên gia hàng đầu về Bitcoin sẽ về Việt Nam để nói vào thứ bảy ở Hà Nội và chủ nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy tham dự vào cái chương trình đó gọi là Make Money Online, và anh ấy mang cho mình về sản phẩm về Bitcoin, về Bitcoin nó ra cái đồng xu như thế này luôn. Và mình sẽ tặng một số các bạn, nếu mà các bạn nào muốn có Bitcoin thì các bạn nói tôi một cái thì mình sẽ xem. Tại có nghĩa là sao? Cái Bitcoin là sao? Là cái đồng tiền số, nó sẽ lưu trữ ở trong cái điện thoại của các bạn. Nhưng mà anh bạn của tôi, anh ấy tạo ra một đồng Bitcoin giống như chúng ta, giống như đồng xu ấy, và chúng ta có thể sờ được, cầm được. Thì ngày mai tôi đặt một cái hàng là 5.000 đô la Mỹ để mang về tôi thử đầu tiên. Và nếu mà các bạn muốn thì tôi sẽ tặng cho các bạn về cái đồng Bitcoin. Đấy là một cái tài sản mà các bạn có thể giữ và có thể dùng trở thành tiền thật cho các bạn được, đúng không ạ? Ok, những bạn nào mà nói tôi thì có thể là tôi sẽ lưu ý ở đây, và sau đó tôi sẽ lấy cái số điện thoại của bạn, và có thể là tôi sẽ gửi cho các bạn khi mà thời gian có thể, đúng không ạ? Và các bạn nhìn thấy rằng là Bitcoin ấy, ngày hôm nay ấy, là một trong những cái cơ hội kinh doanh dành cho các bạn và anh chị. Có nghĩa là sao? Những sản phẩm và dịch vụ liên quan Bitcoin là cơ hội kinh doanh cho chúng ta. Nên chính vậy mà chúng ta hãy lưu ý. Với một số các bạn khác, nếu mà chúng ta mong muốn về đầu tư, về kinh doanh, về bất động sản, thì ngày hôm nay những lĩnh vực liên quan đến bất động sản rất tuyệt vời. Môi giới bất động sản rất là tốt, chúng ta kinh doanh nhà trọ cũng trở thành rất là tốt, hay là chúng ta thuê nhà và cho nhà thuê lại cũng trở thành rất là tốt. Rất nhiều dịch vụ sản phẩm ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn và chị chúng ta hãy bắt đầu. Và như tôi nói lại, chìa khóa của sự thành công là hãy bắt đầu. Và trong cái quá trình bắt đầu thì chúng ta làm. Ok, cảm ơn các bạn. Mình đang nói thế thôi chứ mình chưa nhận được quà về Bitcoin đâu, nên là lúc nào mình có thì mình sẽ nói, mình đã cứ hỏi các bạn như vậy thôi. Những bạn nào mà ghi, bạn nào mà quan tâm thì mình sẽ biết là như vậy, chứ mình chưa nói là các bạn hôm nay ngày mai mình mới nhận hàng về, mai anh bạn của mình mới từ Mỹ về mới mua cho mình cái lô Bitcoin đó thì mình sẽ đưa cho các bạn. Còn mình hỏi các bạn là ai quan tâm thôi, chứ hôm nay mình chưa có, đúng không ạ? Như các bạn hãy nghe mình, những bạn nào mà chúng ta đang quan tâm, mình hãy nói là Bitcoin, những dịch vụ liên quan tới Bitcoin là cơ hội kinh doanh thị trường ngách tuyệt vời nhất là cho các bạn và các chị. Để mình nói với các bạn một cái điều nữa, trong thời gian tới Bitcoin sẽ càng ngày càng phát triển, sẽ càng ngày càng nhiều người mua Bitcoin, nó giống như một cái loại vàng mới. Và thế kỷ thứ 19 có một cái, vào năm 1889 ở bên Mỹ có một cái cuộc gọi là đào vàng ở California, các bạn biết không? Khi mà người ta đào vàng ở California thì là có hơn 3 triệu người đổ xô đến California để đào vàng. Đó là được gọi là một cái cuộc di cư rất là lớn, và bởi vì ai cũng muốn đi đào vàng, bởi vì mọi người khát khao để được đổi đời bởi đào vàng. Và thực tế là gì ạ? Là đào được vàng thì cái số lượng người đào được vàng thì không biết là có bao nhiêu người đào được vàng, nhưng gì ạ? Nhưng những cái dịch vụ sản phẩm liên quan tới, ví dụ như là cái ông mà bán sẻng để đào vàng này, đúng không? Cái ông mà bán cuốc để đào vàng này, cái ông mà xây nhà trọ này, cái ông mà xây khách sạn để cho dân đào vàng này, mà buôn bán rượu này, hay là làm quần jean, anh chị thấy quần jean đúng không ạ? Cái quần jean mà chúng ta mặc ấy để cho dân đào vàng ấy, thì tất cả những người đó đều trở thành giàu có. Trong thời gian tới Bitcoin sẽ càng ngày càng phổ biến, và tôi rất là ủng hộ Bitcoin, và tôi vẫn nói với các bạn là các bạn hãy quan tâm tới Bitcoin, và những dịch vụ sản phẩm liên quan tới Bitcoin sẽ là những thị trường mới và sẽ giúp cho các bạn trở thành giàu có, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tôi sẽ chia sẻ cùng với các bạn và các anh chị. Đấy hãy liên quan, bởi vì đấy là thị trường ngách, và đấy cái dịch vụ và sản phẩm hãy kinh doanh ở trong cái dịch vụ đó. Khi mọi người đang còn suy nghĩ, khi mọi người đang còn cân nhắc, thị trường ngách là gì? Là cái số lượng người biết về thị trường đó rất là ít, và nhu cầu thì có khả năng rất là nhiều, thì đấy được gọi là thị trường ngách. Còn nếu mà thị trường ngách mà là, nếu mà thị trường mà ai cũng biết rồi thì nó không còn là thị trường ngách nữa. Thị trường ngách là gì ạ? Thị trường ngách là thị trường rất ít người biết, giống như Babylon. Chúng tôi bắt đầu vào năm 2009,
khi mà chưa có cái mô hình đào tạo ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng Babylon là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam ở trong lĩnh vực này, và tạo ra doanh thu mỗi năm là 300 tỷ ở trong cái lĩnh vực mà chúng tôi đang làm. Và đấy là thị trường ngách để chia sẻ cùng với các bạn và anh chị về cái điều đó. Thì hãy tập trung cái điều đó được không ạ? Ok. Bây giờ đấy là cái phần vấn đề tiếp theo, và chúng ta nói về hãy bắt đầu cái công việc kinh doanh của chúng ta. Và tôi mong muốn là các bạn hãy bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta. Công việc kinh doanh của chúng ta thì chúng ta sẽ nói chuyện và chúng ta sẽ làm cùng cả nhau thêm, chia sẻ cùng cả nhau thêm. Bây giờ chúng ta đang có 200 người livestream, và trong cái công việc kinh doanh thì các bạn sẽ thấy rằng là có hai cái điều trở thành rất là quan trọng. Ok, bây giờ mình chào một số các bạn nữa không ạ? Chào bạn Nguyễn Phúc Huy, chào bạn Dương Đức Quốc, chào bạn Tờ Nú, chào bạn Tờ Nú. Bạn Tờ Nú không biết là ở đâu em. Chào bạn Tùng Nguyễn, chào bạn Bạch Vũ, chào bạn Tùng Nguyễn, chào bạn Trần Lê Bảo Duy. Ok, chào bạn Dương Đức Quốc, chào bạn Natara. Bạn Natara là quê ở đâu? Là quê ở Gia Lai à? Chào bạn Minh Tiệp, chào bạn Phong Nguyễn, chào bạn Phong Nguyễn ghi nhiều thế. Chào bạn Mạch Xuân Ngọc. Ok, chào bạn Phương Thảo Hồ rồi. Ok, và mình sẽ tiếp tục chia sẻ về trong cái lĩnh vực kinh doanh cùng với các bạn và các bạn ở trong cái ngày hôm nay. Và nhưng mà có lẽ là bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thì các bạn sẽ chào bạn Thảo Nguyễn. Ok, chào bạn Henry Thái. Bây giờ các bạn có câu hỏi nào thì các bạn bắt đầu đặt câu hỏi đi. Mình sẽ bắt đầu sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi. Sau đó mình sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn bắt đầu đặt cái câu hỏi đi và mình sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi. Còn trong quá trình đó thì mình sẽ nói tiếp tục về cái chương 5 của trong cuốn sách 8 năm đầu. Ở trong cuốn sách 8 năm đầu chúng ta nói về cái lĩnh vực gì? Chúng ta nói về cái lĩnh vực như tôi vẫn chia sẻ với các bạn ở trong cuốn sách 8 năm đầu, chúng ta nói về cái lĩnh vực là hãy bắt đầu công việc kinh doanh. Tại sao bắt đầu công việc kinh doanh? Bởi vì tất cả những người thành công và trở thành giàu có đều bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Và với các bạn và các chị, nếu chúng ta muốn trở thành giàu có, hãy bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta là toàn thời gian hay bán thời gian. Và ngày hôm nay chưa bao giờ bắt đầu công việc kinh doanh của chúng ta dễ dàng như thế nữa. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời một số các câu hỏi dành cho các bạn. Bạn Ba Văn Nguyễn. Bạn Ba Văn Nguyễn, em không có ý tưởng kinh doanh gì, mặc dù em đang làm dân sale. Bạn trai thân mến, tất cả những công việc kinh doanh đều liên quan đến bán hàng. Vấn đề là em làm bán hàng. Bạn Ba Văn Nguyễn thân mến, nếu em làm bán hàng, cái câu hỏi của anh dành cho em vì em có bán hàng giỏi không? Nếu mà em bán hàng mà chưa tốt thì em hãy học bán hàng hiệu quả hơn nữa. Đấy là cái điều trở thành rất là quan trọng. Nếu em bán hàng thành công thì em bán được cái gì cũng trở thành rất là tốt cả. Đấy là cái mà công việc mà em cần phải làm. Ý tưởng kinh doanh không quá quan trọng. Thực ra ý tưởng kinh doanh nó có quá nhiều. Triển khai ý tưởng kinh doanh mới là điều quan trọng. Và để triển khai ý tưởng kinh doanh thì các bạn phải biết bán hàng. Như mình nói rằng là trong công việc kinh doanh 70-80% là marketing và bán hàng. Ngày hôm nay tất cả những người thành công nhất trên thế giới đều đi bán hàng hết cả. Từ Warren Buffett, từ Bill Gates thì bán phần mềm software. Warren Buffett thì bắt đầu bán bảo hiểm và bán cổ phiếu chứng khoán ngày xưa. Có đúng không ạ? Jack Ma ngày xưa thì ông đi bán, cũng đi gì ạ? Đi bán một số những cái ý tưởng để huy động vốn. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay mà tôi gặp chị Phương Thảo là Vietjet Air đi bán vé máy bay, đúng không ạ? Tất cả những cái đấy đều bắt đầu. Nếu các bạn làm nghề bán hàng thì bạn có kỹ năng tuyệt vời nhất để bạn có thể kinh doanh. Vậy cái câu hỏi của bạn là bạn bán hàng tốt không? Nếu mà bạn chưa bán hàng tốt thì hãy học cách để bán hàng. Bởi vì bán hàng và marketing sẽ chiếm đến 70% cho công việc kinh doanh. Nói cho tôi một tổ chức, nói cho tôi một cá nhân, nói cho tôi một doanh nghiệp khó khăn về mặt tài chính. Tôi nói rằng cá nhân đó, tổ chức đó, doanh nghiệp đó không biết marketing và không biết bán hàng, chẳng hạn. Đơn giản như vậy. Vậy các bạn hãy xem, nếu các bạn và các chị chúng ta đang kinh doanh hoặc chúng ta kinh doanh chưa thành công, thì cái câu hỏi của tôi là gì? Các bạn khả năng cao là chưa biết cách marketing và chưa biết bán hàng. Và nếu mà chúng ta chưa biết cách marketing và bán hàng thì hãy học marketing và bán hàng, đúng không ạ? Ok. Bây giờ mình sẽ trả lời tiếp một câu hỏi, đúng không ạ? Đây là cái câu trả lời cho bạn Pa Văn Nguyễn nhá. Nếu mà em thấy ok thì em nói ok cho anh cái nhá. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời bạn Thanh Tuyến. Có nên mạo hiểm mua bất động sản không? Có sổ và tự làm sổ bán giá cao nhưng mức độ rủi ro rất là cao, có nên làm không anh? Chào bạn Thanh Tuyến. Về bất động sản thì nếu mà bạn mua bất động sản mà không có sổ và sau đó ta mua đất kẹt đấy, các bạn dùng từ đất kẹt đấy, và các bạn làm, mình không thể nói là có hay không được. Bạn nếu mà bạn thành công thì bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền, mà nếu mà bạn mất thì bạn sẽ mất cái vốn của bạn. Mình có một cái nguyên tắc ở trong đầu tư là gì? Nguyên tắc số 1 trong đầu tư là gì? Không mất tiền. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay phụ thuộc vào cái vốn của bạn rất là nhiều. Bạn có thể rủi ro để đầu tư vào đất kẹt, vào đất mà chúng ta chưa làm giấy tờ, nhưng bạn phải có nhiều vốn.
nếu mà bạn có một số vốn, mình lấy ví dụ bạn có 2 tỷ, bạn đầu tư vào cái số đất kẹt, đúng không ạ, mà không có giấy tờ, nếu mà bạn mất thì bạn mất 2 tỷ. Thì mình nói với các bạn, đấy không phải đầu tư mà đấy gọi là cờ bạc. Cờ bạc có nghĩa là sao? Là mất, là mất, đúng không ạ? Đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu bạn có 10 tỷ mà bạn đầu tư 2 tỷ thì ok. Thì đấy là một phần ở trong cái số tiền bạn chấp nhận mất 2 tỷ. Nếu mà bạn thắng thì bạn thắng 2 tỷ, bạn nhân lên được khoảng 4 tỷ, 6 tỷ, 10 tỷ. Đấy là lựa chọn của chúng ta. Nhưng nếu mà bạn có 2 tỷ mà bạn đầu tư cả 2 tỷ để vào đất kẹt, để tạo ra có sổ, thì mình cho rằng là cái đấy rủi ro quá cao. Và nếu bạn vẫn mất tiền thì bạn phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Được không ạ? Thì đấy câu trả lời dành cho bạn, ok đúng không ạ? À, đấy là câu trả lời mình trả lời cho bạn, trả lời cho bạn Thanh Tuyến. Bạn Thanh Tuyến thấy ok thì bạn nói là ok nhá. Bạn Joshua, em có tham gia khóa tập clip, em cho anh cho em trả lời khuyên tốt nhất để cho khóa GBI. Chào bạn Joshua thân mến, em cứ đi học đi, không cần chuẩn bị gì hết cả. Nên tinh thần cởi mở nhất là điều học quan trọng nhất. Cái kết quả và sau đó cái điều quan trọng nhất là gì? Sau khi em đi học xong hay áp dụng những kiến thức đó, đấy là điều quan trọng nhất, còn không cần phải chuẩn bị gì hết cả, được không? Ok, bạn Linh Chi, anh ơi cho em hỏi, anh có bán cuốn sách kia không ạ? Không hiểu bạn Linh Chi đang hỏi là cuốn sách kia là cuốn sách nào, bạn nói cho mình cái cuốn sách nào ạ? Ok, chào bạn Tim Đồ Ấn Viên, chào bạn, ok, ok anh. Rồi các bạn hỏi tiếp, mình sẽ trả lời tiếp của các bạn trong câu hỏi. À, bạn hỏi là có sách Dám Làm Giàu không ạ? Sách Dám Làm Giàu các bạn mua ở trên tiki.vn đúng không ạ? Mình ở Babylon chúng tôi không bán sách lẻ ở trong chương trình, mà ở đây là do nhà xuất bản First New. Các bạn có thể đến hiệu sách Fahasa bất cứ nơi nào trên toàn quốc bạn có thể mua được, hoặc các bạn mua ở trên tiki.vn, giá rất là rẻ, có 62.000 cuốn thôi là các bạn có thể mua được, được không ạ? Em nghe anh nói về Babylon là bạn Nguyễn Đình Hưng, chưa hiểu bạn nói gì ạ? Bán hàng như thế nào là bán hàng thành công ạ? Bạn Pavel Nguyễn hỏi bán hàng như thế nào là bán thành công. Mình nói câu này với cả bạn Pavel Nguyễn, mình không biết là bạn hỏi vui hay hỏi đùa. Nếu mà bạn là người bán hàng thành công, bạn không phải lo về tiền này. Để mình nói với bạn như thế. Những người doanh nhân thành công nhất là những người bán hàng thành công nhất. Những người bán hàng thành công nhất không bao giờ nghĩ về tiền. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bởi vì bạn hạ bán hàng thành công. Mình lấy ví dụ các bạn bán bất động sản, các bạn bán rất là thành công. Một cái bất động sản của bạn 3 tỷ, bạn lãi được 5%. 5% của 3 tỷ là bao nhiêu? 5% của 3 tỷ là 60 triệu đồng. Các bạn bán được 10 cái nhà, các bạn được 600 triệu. Có đúng không ạ? Mình là một người bán hàng rất là tuyệt vời. Mình phải nói với các bạn như thế. Mình học kỹ năng bán hàng liên tục. Mình học kỹ năng bán hàng từ những người thành công nhất và giỏi nhất. Mình học kỹ năng marketing từ những người thành công nhất và giỏi nhất. Mình học từ Tony Robbins, mình học từ Jack Ma, mình học từ Richard Branson về marketing, về PR và về bán hàng. Và mình liên tục học về marketing, về PR, về bán hàng. Và để mình nói với các bạn, ngày hôm nay mình bán hàng rất là tuyệt vời và mình rất là thành công bởi vì mình bán hàng. Và để mình nói với các bạn là nếu mà bạn bán hàng thành công ấy, thì có nghĩa là bán hàng là gì ạ? Bán hàng là bán ý tưởng, còn sản phẩm không quan trọng. Bạn bán cái gì được? Bán hàng thành công là bán hàng ý tưởng. Nên hỏi lại bạn Pavel, nếu mà bạn Pavel là một người mà bán hàng thành công ấy, thì bạn bán là bán ý tưởng, bán con người của mình. Giống như mình đang nói chuyện với các bạn ngày hôm nay, là thực tế là mình đang bán cái ý tưởng, mình đang chia sẻ cái ý tưởng này cho các bạn, những cái giá trị này cho các bạn, đem lại cái giá trị này cho các bạn. Thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Mình đang trả lời với các bạn Pavel một cách rất là nghiêm túc đấy. Bán hàng thành công là như thế, thực tế bán hàng thành công là như thế. Bán hàng thành công là bạn bán bản thân bạn cho những người khác, bán ý tưởng của mình cho thành công. Tất cả những người, ông Donald Trump, ông trở thành tổng thống Mỹ bởi vì tại sao? Bởi vì ông ấy bán ý tưởng của ông ấy cho nhiều người khác thành công và ông trở thành tổng thống Mỹ. Ngày hôm nay Babylon thành công, ngày hôm nay vài trăm tỷ bởi vì chúng tôi có hệ thống bán hàng và marketing đã thành công. Và kết quả về mặt tiền mặt của chúng tôi có hàng vài trăm tỷ. Có được không ạ? Đấy là sự thật và đấy là cái công việc mà chúng ta làm. Nếu mà bạn bán hàng thành công thì bạn có nghĩa rằng sao? Có nghĩa là bạn kiếm tiền rất là tốt và công việc kinh doanh của bạn cũng trở thành rất là tốt. Đồng ý không ạ? Ok. Ok, chào bạn Phong Nguyễn. Bạn Phong Nguyễn, anh Sơn ơi, trước em du học bên Quảng Châu Trung Quốc, trước đó em vừa đi học vừa đi phiên dịch, em nhận được đơn hàng nội thất và nguyên vật liệu từ một khách sạn, nhưng là khách sạn nhỏ lẻ thôi, giờ em muốn làm một cách lâu dài và chuyên nghiệp hơn, vậy em làm thế nào để phát triển chuyên nghiệp hơn? Bạn Phong Nguyễn thân mến, nếu mà các bạn mà đi học ở Trung Quốc về và sau đó các bạn có những cái mối quan hệ ở Trung Quốc thì mình rất là chúc mừng bạn, bởi vì tại sao? Bởi vì ngày hôm nay Trung Quốc là một trong những công xưởng lớn nhất trên thế giới. Và chính vậy mà có rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ ở Trung Quốc với giá rất là rẻ chúng ta có thể mang về Việt Nam. Với một số các bạn và các anh chị mà chúng ta không thích đồ Trung Quốc thì tôi muốn nói là chúng ta đừng khó chịu với nhau. Ở đây chúng ta đang nói về công việc kinh doanh, đúng không ạ? Nhưng
để mình nói rằng là hãy tìm hiểu, nếu bạn biết tiếng Trung Quốc là một thuận lợi rất là tốt này, bạn biết tiếng Trung Quốc là một thuận lợi rất là tốt. Và thứ hai nữa là sao, bạn có thể tìm được những cái dịch vụ và sản phẩm giá rẻ và đều có thể mang về Việt Nam để chúng ta có thể bán. Đấy là một cái điều rất là tốt. Để làm sao để phát triển cái công việc kinh doanh của bạn tốt hơn nữa, thì thực tế rằng là bạn phải gặp những người thành công hơn nữa và có thể phân phối sản phẩm của chúng ta rộng hơn nữa. Mình có thể không trả lời cho các bạn cụ thể hơn nữa, bởi vì mình phải hiểu chính xác bạn đang làm gì thì mình mới tư vấn cho bạn được hơn. Nhưng mà mình chỉ đang nói là bạn đang có lợi thế rất là lớn, lợi thế biết về tiếng Trung và lợi thế có mối quan hệ ở bên Trung Quốc, là mình biết rằng rất là tốt. Hãy phát triển theo hướng đó, đấy là một trong những thị trường ngách giúp bạn sẽ thành công, đúng không ạ? Thì đấy là cái câu trả lời dành cho bạn Phong Nguyễn. Ok, chào bạn Pavel Nguyễn. Ok, hy vọng là anh trả lời những câu hỏi của em. Tốt rồi, ok bạn Thách Tuyền, anh nói thêm về Bitcoin được không ạ? Ok, bây giờ một số các bạn và chúng ta hỏi về Bitcoin được không, thì mình sẽ trả lời với các bạn về Bitcoin. Bitcoin, như mình nói là mình vừa mới mua Bitcoin, hôm nay mình vừa mới đặt hàng Bitcoin. Ngày mai anh Bobili là một trong những người giao dịch Bitcoin, một trong những người giao dịch Bitcoin lớn nhất trên thế giới. Và anh Bobili sẽ về Việt Nam và sẽ tham dự vào chương trình MMO của Babylon tổ chức vào thứ bảy ở Hà Nội và chủ nhật ở Sài Gòn. Những bạn nào mà có thời gian thì hãy vào trang web của babylon.com.vn tìm hiểu, đây là một chương trình rất tuyệt vời. Anh Bốc Billy anh ấy đến và chia sẻ cho các bạn anh chị, chúng tôi phải mời anh ấy từ Mỹ về và anh sẽ chia sẻ rất là cụ thể về Bitcoin. Đây là cơ hội rất tuyệt vời cho các bạn, và vé thì là miễn phí, không phải lúc nào cũng có thể có cái điều đó đâu. Thực tế là như vậy, những cái thông tin giá trị như vậy hôm nay mình tình cờ mình chia sẻ với các bạn. Đây không phải là quảng cáo, bởi vì cái chương trình ở ngoài Hà Nội đã có 1.500 người đăng ký và ở Sài Gòn là 1.200 người đăng ký, mà một ghế thì chỉ có 500 người. Mặc dù là chương trình miễn phí nhưng mà rất là đông người đăng ký, và đặc biệt là có anh Bốc Billy. Thì để quay lại với cả bạn Nguyễn Thanh Tùng, không biết là bạn Nguyễn Thanh Tùng ở Hà Nội hay Sài Gòn. Tùng, nếu mà em ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, à xin lỗi, không phải bạn Tuyến ạ, bạn Thanh Tuyến. Tuyến, nếu mà em ở Hà Nội hay ở Sài Gòn thì cái ngày chủ nhật và thứ bảy em phải đến cái hội trường của Babylon. Hôm đó em sẽ gặp và em sẽ nghe, và cái tầm nhìn của em về Bitcoin sẽ mở rộng hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay như mình đã nói rằng gì ạ, một trong những nguyên lý của người giàu là gì ạ, nguyên lý số 1 của người giàu là mua tài sản. Nguyên lý số 1 của người giàu, mình nhắc lại là mua tài sản. Nguyên lý số 1 và bài học cơ bản nhất của người giàu là mua tài sản. Vậy gồm có những tài sản gì? Tài sản số 1 đó là doanh nghiệp. Đó là tại sao mình giới thiệu các bạn hãy bắt đầu công việc kinh doanh của mình, là tài sản số 1. Bắt đầu công việc kinh doanh của mình, bắt đầu kinh doanh là tài sản quan trọng nhất của các bạn. Tài sản thứ hai là bất động sản, tài sản thứ ba là cổ phiếu chứng khoán, tài sản thứ tư là gì? Vàng bạc đá quý. Và ngày hôm nay mình cho rằng tài sản thứ năm là đồng Bitcoin. Hôm nay không phải chủ đề Bitcoin, có lẽ là mình sẽ hứa với cả bạn Thanh Tuyến một buổi khác để mình nói về đồng Bitcoin đi. Nhưng mà các bạn quan tâm đến Bitcoin, các bạn hãy đến hội thảo của Babylon ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Và nhưng mình nói lại là đấy không phải mình quảng cáo, mà cái lần đầu tiên mình mời cái anh Bốc Billy. Anh Bốc Billy là một trong những nhà giao dịch Bitcoin lớn nhất trên thế giới về, và đây là cơ hội và rất nhiều bạn sẽ trở thành giàu có bởi vì cái thông tin đó. Và lúc các bạn trở thành giàu có thì các bạn cảm ơn mình sau cũng được. Và chương trình này chương trình miễn phí. Các bạn thấy rằng có những chương trình của Babylon thì phí rất là cao, có những chương trình phí cả trăm triệu, có những chương trình phí cả tỷ đồng, đấy là sự thật. Và có những chương trình hoàn toàn miễn phí. Đấy là cái giá trị mà mình muốn đem lại với cộng đồng, cho cộng đồng. Với những bạn mà chúng ta muốn tìm hiểu về Bitcoin, về dịch vụ Bitcoin, về công việc kinh doanh, hãy đến cái chương trình thứ bảy và chủ nhật. Đấy là chương trình tuyệt vời mà giúp cho các bạn. Và mình biết là một số các bạn sẽ trở thành rất là giàu sau những khi mà các bạn có những cái thông tin ở trong quá trình đó, và lúc đó thì các bạn cảm ơn mình sau cũng được. Ok đúng không ạ? Và hôm nay thì thôi, có lẽ mình không trả lời thêm về Bitcoin nữa. Mình nói thêm về những cái để trả lời cho các bạn khác. Nhưng mình nói là Bitcoin, các bạn đến tham dự chương trình thì các bạn sẽ để cho Bob Billy, là anh bạn của mình, là chuyên gia về Bitcoin, anh đầu tư hơn 8 năm nay rồi. Anh ấy giàu có vào Bitcoin nên là anh ấy trả lời cho các bạn. Còn mình trả lời như vậy có lẽ nó không hợp lý. Để một buổi sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về Bitcoin. Được không ạ? Ok. Bây giờ mình sẽ trả lời một câu hỏi thêm nữa của bạn Nguyễn Thanh Tùng. Là Nguyễn Thanh Tùng hỏi một câu là gì ạ? Là đầu tư vào mảng gì có thu nhập thụ động với số vốn ít thì là hợp lý hả anh? Bạn Tùng thân mến, mình không biết các bạn có vốn là bao nhiêu, nhưng mà để tạo ra thu nhập thụ động với số vốn ít thì mình nghĩ là hơi khó để có. Nhưng ngày hôm nay cái công việc kinh doanh online để tạo ra thu nhập thụ động, mình nghĩ là nếu bạn có kỹ năng thì nó sẽ giúp cho bạn có thu nhập thụ động rất là tốt. Mình có một bạn, không biết là bạn có ở trên Facebook ngày hôm nay không, bạn tên là Nguyễn Quốc Tuấn. Bạn như vậy mọi người kiếm tiền ở trên YouTube. Mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cái kênh tạo ra thu nhập thụ động. Cái thứ hai nữa là sao ạ? Một số bạn bè của mình có một số những cái cửa hàng bán bánh mì đấy, tự động đấy. Các bạn có thể mua một cái cửa hàng bán bánh mì tự động với giá là 50-60 triệu đồng. Và sau đó mỗi tháng các bạn sẽ có lợi nhuận được khoảng
15 triệu đồng một tháng. Sau khi mình trừ đi thì mình cho rằng là đấy là cũng là cái vốn đầu tư chỉ khoảng 60 triệu đồng, mà sau mỗi tháng thì chúng ta sẽ được 15 triệu đồng. Lớp trước mình có một bạn là học viên ở trong lớp học, bạn ấy đang phát triển cái chuỗi cửa hàng bánh mì. Bạn đã có 15 cái cửa hàng bánh mì rồi, bạn nói là đầu tư một cái cửa hàng bánh mì nó chỉ khoảng 50 triệu đồng và mỗi tháng thì thu về được 15 triệu đồng. Ta đầu tư 50 triệu đồng mà mỗi tháng thu về được 15 triệu đồng. Mình thấy rất là tốt. Như vậy có nghĩa là sau 4 tháng là bạn hoàn vốn rồi và tự tạo ra thu nhập chủ động cho các bạn. Thì các bạn phải đi tìm hiểu những cái thông tin như vậy thêm thì nó sẽ giúp cho các bạn hiệu quả, đúng không ạ? Thì đây là câu trả lời cho bạn Nguyễn Thanh Tùng. Bạn Thanh Tùng thì ok, thì bạn ok không ạ? Ok, bạn David Ngô, anh cho em hỏi yếu tố nào xây dựng doanh nghiệp MLM thành công. Ok, bạn David Ngô thân mến, MLM là một trong những cái lĩnh vực kinh doanh rất là tuyệt vời. Mình cho rằng là một trong cái xu hướng của thế giới. Nhưng mà ngày hôm nay MLM ở Việt Nam chúng ta thấy rất là khó khăn, bởi vì là các bạn nhìn thấy ở MLM ở Việt Nam, chính phủ chúng ta ra quá nhiều cái quyết định ngoặt ngoèo. Năm ngoái mình có hai công ty của anh chị bạn bè mình đều bị rút giấy phép làm kinh doanh theo mạng. Nên mình thấy là ở Việt Nam chúng ta cái luật làm kinh doanh MLM ở chính phủ không tốt. Ở Malaysia, ở Indonesia mình thấy rất là nhiều người giàu lên được từ ngành MLM, còn ở Việt Nam của chúng ta mình thấy rằng là chính phủ chúng ta có quá nhiều quy định ngặt nghèo, mình cho rằng không công bằng và không phù hợp. Mình có lẽ trong thời gian tới mình gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mình phải kiến nghị với cái điều kiện như vậy. Bởi vì trong cái môi trường cởi mở, kinh doanh đa cấp là một trong những lĩnh vực phát triển kinh tế, và ở Việt Nam chúng ta cái rào cản nó quá cao đi. Với các bạn mà muốn làm kinh doanh MLM thành công thì cái kỹ năng quan trọng nhất của các bạn thì cũng như mình nói là kỹ năng bán hàng và kỹ năng làm sao mà từ chối, giải quyết sự từ chối. Có nghĩa là sao? Các bạn phải liên tục học cách để bán hàng và có khả năng để giải quyết sự từ chối của khách hàng. Có nghĩa là tăng cường năng lực để giải quyết, để chịu đựng hay giải quyết sự từ chối của khách hàng. Nếu bạn làm được hai điều đó, bán hàng và tăng cường được khả năng giải quyết sự từ chối của khách hàng, thì bạn sẽ thành công. Được không ạ? Thì đấy là câu trả lời cho bạn kia. Ok. Ok. Cái gì ạ? Bạn Đại Đoàn, anh Sơn ơi, giới thiệu giúp cửa hàng bánh mì tự động đúng không ạ? Bạn Đại Đoàn thân mến, mình không nhớ là cái cửa hàng đó bạn hôm trước bạn ấy làm, bạn ấy nói là tên là gì ấy. Tại vì mình không quan tâm lắm nên là mình nói có lẽ để hôm nào mình bảo bạn ấy đi. Tại vì cái cửa hàng của anh ấy làm được 6 cửa hàng và làm rất là tốt, có lợi nhuận đều đặn, nên là anh ấy bỏ ra phát triển thôi, nên anh ấy chưa làm nhượng quyền. Nên là mình chưa nhớ là cái cửa hàng tên thế nào. Mình chỉ biết là trong lớp học thì có một anh ấy lên trên lớp học. Nên là tại sao nhiều khi mình bảo các bạn phải nên đi học thì các bạn có nhiều cái cơ hội hơn. Còn mình không nhớ là anh ấy nói là cái cửa hàng tên gì ấy. Anh cũng đang làm nhượng quyền đấy. Để mình nhớ xong lần sau nếu mà các bạn hỏi lại thì mình sẽ trả lời các bạn được không ạ? Mình không nhớ cái cửa hàng ra thì mà các bạn tự tìm nhé. Ok, chào, cảm ơn bạn Lê Đăng Nam rất là nhiều. Em đang kinh doanh cà phê lại không có vốn, có cách nào huy động vốn được không ạ? Mình không biết là bạn Lê Tuấn, bạn kinh doanh cà phê thì cà phê lớn nhất là gì ạ? Nếu mà bạn kinh doanh cà phê thì mình nói các bạn là rất là căng này, bởi vì các bạn kinh doanh cà phê nó cạnh tranh nhiều quá như mình vừa mới nói này. Highland cà phê, Trung Nguyên cà phê, có hàng triệu cái quán, có hàng vạn cái quán cà phê ở cái đất nước Việt Nam này. Hàng vạn nói nó hơi ít, hàng chục vạn cái quán cà phê ở đất nước Việt Nam này. Mình cạnh tranh với các bạn, mình bạn cạnh tranh quán cà phê là nguy hiểm. Nên là như vậy mình nghĩ rằng bạn nên cân nhắc xem các lĩnh vực khác thêm nữa, chứ kinh doanh cà phê là hơi vất vả. Còn nếu tất nhiên các bạn tìm ra được công thức thành công rồi thì mình rất chúc mừng bạn. Ok, rồi ok, đây là cái phần mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Ok, mình trả lời bạn Phong Nguyễn. Bạn Phong Nguyễn thì anh Sơn ơi, em muốn mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê, anh có thể tư vấn cho em được không ạ? Em thực sự rất tôn trọng anh vì anh rất kiên nhẫn và nhiệt tình chia sẻ với mọi người. Anh để ý em nhé. Ok, bạn Phong Nguyễn, rồi anh để ý em rồi. Bạn Phong Nguyễn thân mến, em muốn mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê. Mua đất và để cho thuê. Em Phong Nguyễn thân mến, anh chưa hiểu ý của em, tại sao lại mua đất để cho thuê? Mua đất để xây nhà cho thuê hay mua đất để xây nhà trọ cho thuê? Đấy là cái điều trở thành rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là sao? Nếu mà bây giờ bạn mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn định mua ở quận nào? Bạn định mua ở quận 2, quận 9, quận Bình Thạnh, quận 12 hay mua ở Nhân Trạch? Các bạn định mua ở gần Bình Dương hay không? Bạn Phong Nguyễn thân mến, anh rất là muốn trả lời câu hỏi của bạn nhưng mà anh không có đủ dữ liệu để anh trả lời được cái câu hỏi của bạn. Cái câu hỏi của bạn thực sự là cần phải có dữ liệu. Thứ nhất là bạn có bao nhiêu tiền? Thứ hai là bạn muốn đầu tư ở khu vực nào? Như các bạn thấy rằng bây giờ quận 9 và quận 2 giá đất tăng lên gấp 3 và gấp 5 lần rồi. Bạn không thể mua quận 2 và quận 9 nữa đâu. Đấy là cái lời khuyên của mình đầu tiên đó.
trước khi mình nói với các bạn là bạn nên mua ở đâu và mua cái gì, thì mình nói rằng là vào thời điểm này, hôm cách đây khoảng 2 tuần, báo Vietnamnet người ta nói là gì ạ? Giá đất nền ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trong 10 năm qua. Là trước năm 2007 thì bây giờ còn cao nhất. Và đặc biệt là quận 2 và quận 9 giá đất nền cao gấp 3 và gấp 5 lần. Với những người như mình đầu tư từ năm 2011-2012, đây là thời điểm mình chốt lãi, là mình bán ra, mình kiếm lời hoặc mình giữ lại đất. Còn nếu các bạn mua quận 2, quận 9 thì giá đất nền tương đối là cao rồi. À, và cái số vốn đòi hỏi phải tương đối lớn, nên mình không khuyến khích các bạn. Còn nếu không thì các bạn phải xem cho mình là các bạn nên, bạn Phong Nguyễn, bạn phải hỏi cho mình là bạn định đầu tư ở đâu, đúng không ạ? Bạn mua đất ở ngoại thành đi cho mình thuê trồng đậu xanh, bạn Nguyễn Đăng Cường. Mình chưa thấy bạn Phong Nguyễn trả lời câu hỏi của mình. Mình cũng không biết là bạn có đang online stream live không, nhưng mà bạn phải trả lời câu hỏi của mình thì mình mới có thể nói để giúp cho bạn được. Nhưng nếu ngày hôm nay các bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mà mua đất để xây nhà trọ ấy, là mình rất là khuyến khích các bạn. Ở Hà Nội chúng ta không làm được cái chuyện này. Ở Hà Nội chúng ta xây, ở Hà Nội ấy, mà chúng ta mua đất để chúng ta xây nhà trọ ấy, rất là khó. Bởi vì nền đất ở Hà Nội nó có thể là 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu cho 50 triệu đồng một mét vuông. Ở những quận Đông Anh cũng phải là khoảng 15, 17, 20 triệu một mét vuông rồi. Xung quanh ngoại thành Hà Nội cũng phải là 30 triệu, 20 triệu một mét vuông. Và như vậy để cho thuê nó không hiệu quả. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh ở thành phố Hồ Chí Minh, như là ở Nhân Trạch, ở một số nơi Bình Dương, hay một số nơi mà gần nhà máy, công nhân, chợ, giá đất vẫn còn rẻ. Ở một số nơi Cần Thơ, hay là như là Cần Thơ, hay là một số nơi khác như Vĩnh Long, gần khu công nghiệp, giá đất rẻ chỉ khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Thì mua đất để xây nhà trọ là một lựa chọn lý tưởng và giúp cho các bạn và anh chị tự do tài chính rất là nhanh. Mình có một anh bạn, anh ấy xây ở phố Bà Hom ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy xây từ năm 2002, anh xây 400 cái nhà trọ. Và ngày hôm nay là mỗi tháng anh có khoảng được vài trăm triệu tiền cho thuê nhà. Và đấy là con gỗng đẻ trứng vàng tốt nhất mà anh từng có. Thì đấy là cái mà lời khuyên mình cho bạn Phong Nguyễn. Mình không biết là bạn đang còn online hay không. À đây, em có thể huy động khoảng 20-30 tỷ đổi lại. Ok, thế rất là tốt. Em muốn mua quận đất quận 1 để cho thuê. Anh tư vấn cho em nhé, em thực sự cảm ơn nhiều. Ok, bạn Phong Nguyễn, vậy em trai có tư mới có tiền rồi. Vậy đây là cái điều quan trọng. Nếu mà em muốn mà 20-30 tỷ đổ lại, em muốn mua đất ở quận 1 để xây nhà cho thuê, thế thì anh nghĩ rằng là ở quận 1 là một cái vị trí rất là tuyệt vời. Ok, và mình nói lại với các bạn với chị một lần nữa là gì ạ? Ở trong cái buổi livestream chúng ta đang có 220 người livestream. Và trong cái buổi livestream chúng ta có rất là nhiều các đối tượng khác nhau. Có một số các bạn và anh chị là sinh viên, có một số các bạn và anh chị chúng ta đã đi làm, có một số các bạn và anh chị là doanh nhân, có một số các bạn và anh chị có tầm tiền khác nhau. Thì mình đang nói chuyện với các bạn và anh chị theo cái hiểu biết của mình. Thì ví dụ như bạn Phong Nguyễn, ở đây bạn Phong Nguyễn nói rằng là bạn đang có cái số tiền là khoảng 20-30 tỷ. Thì mình nói với cả Phong Nguyễn rằng thì 20-30 tỷ là cái số tiền là tương đối là tốt, và hiện tại để đầu tư vào quận 1 là một cái lựa chọn rất là tốt. Lý do tại sao? Bởi vì quận 1 luôn luôn đã đứng và phát triển đi tăng lên, tăng ổn định đều, chậm nhưng mà tăng ổn định và đều, và khi mà mất giá thì mất giá rất là thấp. Và thứ hai là sao, ở quận 1 nếu mà các bạn tìm vào cái vị trí đắc địa thì các bạn sẽ thấy là lúc nào cũng có lượng khách hàng cho thuê. Mình ở quận 1 trong thời gian rất là dài và chưa bao giờ mình thấy rằng lượng khách Tây thuê nhiều như bây giờ. Ví dụ như ngày hôm nay mình đang ở khách sạn A25, đối diện của mình là khách sạn Ruby. Cái trước đây mình có một anh bạn của mình là ở trên đường Lê Anh Xuân, quận 1, cạnh khách sạn New World. Anh ở Lê Anh Xuân anh có khách sạn là Pavilion, ngày xưa được gọi là khách sạn Xuân Nguyên. Khách sạn Pavilion anh ấy có khoảng 15 phòng cho thuê, và sau đó anh ấy cho thuê lại và anh ấy sang bên trên đường Mạc Thị Bưởi, cũng là ở quận 1. Anh ấy thuê lại một cái căn phòng, thuê lại một cái nhà bây giờ được gọi là khách sạn Ruby đấy, và khách sạn Ruby, Asia Ruby. Và bạn biết rằng cách đây 1.5 năm, anh ấy chỉ làm một việc đơn giản duy nhất là sao? Anh đã thuê cái căn đấy rồi, anh cho thuê lại cái bên khách sạn bây giờ là Ruby, Asia Ruby. Và tiền chênh mỗi tháng là 15.000 USD mỗi tháng. 15.000 USD mỗi tháng và ký hợp đồng trong khoảng 10 năm. Thì để mình nói với các bạn thì 15.000 USD mỗi tháng đều đặn như vật chênh chảy vào túi. Mà anh ấy không bỏ một vốn nào cả. Anh không bỏ vốn một chút nào. Đấy là cái mà mình cho rằng là kỹ năng rất là tuyệt vời để tạo ra tiền. Nên chính vậy là nếu các bạn có điều kiện để có thể mua trong đất quận 1 thì mình khuyến khích các bạn, đấy là yếu tố tuyệt vời, giữ đất duy trì. Mình có quen với cả một chị bạn nữa, chị bạn mình tên là
chị Ngọc, không biết hôm nay chị có livestream không, em hy vọng nếu mà chị Ngọc livestream thì chị có thể alo, chị có thể hai cho một cho các bạn ở đây. Chị Ngọc được gọi là mệnh danh là nữ hoàng kim cương, bởi vì trước đây chị bán